Audio Jungle. Khi mà thằng Dương Béo nó đi đến đó một mình, sau những cuộc điện thoại tao không biết nội dung, nhưng mày thừa nhận thằng Thái Phúc Thọ nói là chỉ có lo thằng Dương không có tiền thôi. Thì như vậy là gì? Thằng Dương nó đến với tinh thần là đoàn kết vui vẻ, chứ không hề có sự gây hấn, kích động hay là hẹn hò nhau đến để gây rối, đánh cả chửi nhau. Vậy thì tại sao câu chuyện lại diễn ra để lại hậu quả là mày đánh thằng Dương Béo? Mày có liên quan gì trong câu chuyện giữa thằng Dương Béo với thằng Thái Quốc Thọ không? Thằng Dương Béo cho dù nó có phũ mồm, thậm chí hai bên chửi lộn nhau, chửi cha mắng mẹ, đào mồ quốc mà trực diện với nhau, nhưng không động thủ, không đánh cãi nhau, không đánh nhau thì cũng không vi phạm luật hình sự. Nếu như mức độ thằng Dương Béo đi giám định mà thương tật đủ để quy vào tội hình sự là chúng mày dính đòn, thời hiệu vẫn còn và bằng chứng dần phát lộ, đặc biệt là mày là thủ phạm, mày đã lên mạng để mày khai báo, thì lời khai của mày cũng là bằng chứng rất đáng kể, tích cực để cơ quan chức năng họ sẽ truy cứu, kể cả trong trường hợp thằng Dương không lên tiếng. Bởi vì tại sao? Câu chuyện này không phải là tự phát đánh nhau ở ngoài đường mà không liên quan tới băng đảng, hội nhóm, và đặc biệt là không liên quan tới sự ổn định chính trị trong Việt Nam, liên quan tới cách mạng màu, cách mạng trắng của thằng Hoàng Duy Hùng, không liên quan tới sự ổn định chính trị. Nó không thuần túy là ra đường không may va chạm nhau, không kiểm soát được thì đánh nhau, xong là thôi, không ai biết ai. Nhưng câu chuyện giữa mày và thằng Dương Béo liên quan tới tao, liên quan tới thằng Thái Quốc Thọ, còn Vĩ Giả Viết Xuân đã kéo dài 3 năm nay, liên quan tới những thành phần bưng bô đổ cất cho thằng Hoàng Duy Hùng. Vì vậy, trong phạm vi hẹp thì có thể chỉ là câu chuyện giữa mày với thằng Dương Béo. Chào Trần Bình. Nhưng vì câu chuyện này là chuyện riêng nhưng lại nằm trong cái chung. Bởi vậy, nếu luật pháp không đủ bằng chứng để kết tội mày, thằng Dương Béo không khởi kiện mày, không khai báo, thì còn có một luật khác, đó là luật đời. Và còn có một vũ khí đấu tranh khác, đó là vũ khí đấu tranh bằng dư luận tích cực. Vâng, Trần Bình, cho biết nghe rõ không? Vâng, cảm ơn Trần Bình, cảm ơn Va Đỗ Hà. Vâng, kính thưa các bạn, thì về cũng như thường lệ, bây giờ là 10:01 ngày 5 tháng 11 năm 2022, tức là tối thứ bảy tại California, ở bên Việt Nam bây giờ các bạn là 12:01 ngày 6 tháng 11 năm 2022. Chào bạn Lê Trình Giang, chúc các bạn có một buổi bữa trưa ngon miệng. Và đề tài sắp sửa tới đây là một đề tài không có vui cho mỗi một cá nhân nào, mỗi một công dân nào ở trong đất nước Việt Nam.
Chào Mỹ Hạnh. Thì trước khi đi vào trong đề tài, chúng tôi xin được phép nói qua tình hình sơ lược thời sự ngày hôm nay thôi, cũng không có gì. Ngày hôm nay có một cái buổi lễ gọi là tưởng niệm ông Ngô Đình Diệm. Như chúng tôi đã nói, họ đã làm lễ tưởng niệm ở ngoài tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Mà ngoài cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ này, chính là hai người này đã giết ông Diệm. Tại sao lại mang ông Diệm ra ngoài đó để làm lễ tưởng niệm? Đó điều vô lý, hết sức vô lý. Những năm trước á, khi cụ Cao Xuân Vĩ đó, chủ tịch của người Việt quốc gia đó, cụ làm thì trong tổ thường tổ chức tại nhà thờ Westminster, nhà thờ Công giáo của Westminster. Có lần thì làm ở nhà thờ Saint Boniface. Nhưng mà sau khi cụ Vĩ chết thì không biết ai đã đề nghị đưa vào trong tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Và hình như đã được 3 năm nay à. Thì tôi thấy điều đó điều rất là vô lý. Tại vì cụ Diệm, khi mà người Mỹ vào Việt Nam thì cụ Diệm mới bị chết. Nếu người Mỹ không vào Việt Nam, chưa chắc cụ Diệm đã bị chết. Và cụ Diệm vào nước, vào trong Việt Nam năm 1963. Vì lý do không chấp nhận quân đội Hoa Kỳ xâm nhập vào Việt Nam. Giống như Bác Hồ ngày xưa không chấp nhận cho quân đội Trung Quốc. Bác Hồ đã nói rằng nợ tiền nợ bạc ấm chỉ là vũ khí ấy, thì chúng ta còn trả được, nhưng nợ máu nợ xương thì làm sao mà trả. Và nhất quyết Bác Hồ không chấp nhận, kể cả cố vấn Trung Quốc cũng không được phép. Đó là một quyết định rất là khôn ngoan và sáng suốt. Ông Ngô Đình Diệm đã bắt chước cụ Hồ, cũng không chấp nhận người Mỹ vào Việt Nam, mà chỉ muốn giữ ở một cái tình trạng là có cố vấn và xin được viện trợ về kinh tế và vũ khí. Người Mỹ không muốn, thành ra vấn đề giết ông Ngô Đình Diệm là chuyện lẽ dĩ nhiên. Nhưng mà để giết ông Ngô Đình Diệm thì người Mỹ đã tạo ra một cái Phật giáo. Biến cố Phật giáo chỉ là lý do để làm cho xã hội và miền Nam bất ổn. Từ bất ổn đó đưa đến nguyên nhân các tướng lãnh đã bị trả tiền để giết ông Ngô Đình Diệm. Đó là một vết rơ rất là bẩn ở trong lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa. Chào Cú Tí, chào Lê Thọ. Thì đó là câu chuyện. Và sau đó thì đoàn biểu tình cũng rất là buồn cười, kéo qua biểu tình chống ông Nguyễn Quốc Lân tại văn phòng của Nguyễn Quốc Lân trên đường Bô Sàng. Ngày mai, ngày Chủ nhật, sẽ có buổi lễ chào cờ đầu tháng tại đền Đức Thánh Trần. Sau lễ chào cờ thì sẽ kéo qua biểu tình ông Nguyễn Quốc Lân trước. Thì tôi nghĩ là ông Nguyễn Quốc Lân cũng nên lấy làm hãnh diện. Hãnh diện ở chỗ rằng ông là một người công giáo. Họ đã làm lễ cho cụ Diệm rất là lịch sự trước khi tới biểu tình ông. Thì ngày mai cũng vậy, trước khi biểu tình Nguyễn Quốc Lân thì cũng làm lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Xong rồi biểu tình rất là lịch sự. Giống như ngày xưa đó, Nguyễn Công Lượng, quốc gia hành chánh Nguyễn Công Lượng, đài Sống Trên Đất Mỹ của Vạn Võ
Này công dân ơi, một cái đó thì chấm viết bản nhạc. Tôi Nguyễn Công Lượng. Số điện thoại là chào anh Vạn Võ và chào các khán thính giả của Đài Sông Tiên đến Mỹ. Tôi phải nói thằng Nguyễn Phương Hùng. Rất là lịch sự các bạn ạ. Trước khi Nguyễn Công Lượng, quốc gia hành chánh Nguyễn Công Lượng đánh Nguyễn Phương Hùng thì là phải chào cờ trước khi đánh nhau. Rất là lịch sự. Thì đó là câu chuyện. Ngày sau đó đó, ngày hôm nay cũng có một cuộc biểu tình lúc khoảng chừng buổi trưa. Đây là có cộng đồng Mỹ do bà Gia Năn Nguyễn, bà Gia Năn Nguyễn ra ứng cử thượng nghị sĩ. Tại sao bà bụng biểu tình mà đi xuống dưới Huntington Beach? Là tại vì cô đào phản chiến nổi tiếng Jane Fonda đã có mặt tại Huntington Beach. Thì không biết tại sao bà Jane Fonda, à bà Janet Nguyễn đi xuống dưới biểu tình. Thì chẳng qua rằng là tại vì bà Jane Fonda bị mang tiếng là người phản chiến, mặc dù sau này bà cùng bà ca sĩ John Mayer đã chính thức lên tiếng xin lỗi tất cả các cựu quân nhân Hoa Kỳ. Thì ngày ấy bà đã đi ra miền Bắc, bà đi vào trong Hỏa Lò, nhà tù Hỏa Lò thăm các binh sĩ Mỹ. Còn ca sĩ John Baez thì trình diễn những bản nhạc cho lính Mỹ ở Việt Nam. Thì lúc đó ở nước Mỹ họ có một phong trào phản đối, tại vì bà Jane Fonda có vẻ bênh vực Cộng sản miền Bắc trong cái tinh thần gọi là nhân đạo và không chấp nhận cuộc chiến tranh mang bom cả trong miền Bắc. Thì ngày hôm nay mà Gia Đán Nguyễn đã lợi dụng cái đó để thêm phiếu ra đều chống Cộng sản. Thì các bạn thấy rằng rồi có Nam Quan, rồi có nhóm của Nam Quan. Thì điều đó thấy rằng có một sự liên kết giữa Gia Đán Nguyễn và nhóm Tạ Đức Chí. Nếu không nói chung là nhóm Andrew Đỗ, Lê Công Tâm và Trần Thái Văn. Họ cảm thấy rằng họ cần phải kết hợp với nhau. Và Nam Quan vẫn cái giọng lưỡi mất dạy, thách thức mọi người. Nam Quan chưa bao giờ gửi cho tôi một cái lá thư hoặc là mời tôi đối thoại, mà hắn dám lên giọng hắn nói rằng đã thách thức mà không có ai dám nhận lời. Mày chưa thách thức bố mày làm sao mà có bố mày nhận lời được, Nam Quan. Vâng, thì bây giờ ngày hôm nay chúng tôi xin được đi vào ngay cái chủ đề. Thì chào Đặng Văn Ngọc. Chào bạn Hà Nội. Và mời các bạn nghe một cái video có 7 phút rồi. Của Lê Thái để xem sự kiện nó xảy ra chuyện gì.
Tôi đã dùng cái chủ đề ngày hôm nay, cách mạng trắng đã đổ ra tại Việt Nam. Tại sao cách mạng trắng đổ ra đã đổ máu tại Việt Nam? Bởi vì khi mà Dương Béo bị đánh mà không ai khác lạ chính là Cường Mò Moi. Chính là Cường Mò Moi đã lên trên video và đã thành thật khai báo. Thì câu chuyện nếu mà một người nào vô cớ mà đánh Dương Béo mà không có liên quan gì tới cái nhóm con nhang của Hoàng Duy Hùng thì chắc chắn rằng nó không phải là cái sự cố lớn. Trong những ngày qua chúng ta đã xem được 10 cái bài viết nhân vật và sự kiện. Và ngày hôm nay chúng ta đã nhìn thấy rõ nhân vật và sự kiện cách mạng trắng đã chính thức coi thường luật pháp Việt Nam, đã dùng bạo lực để phát huy cách mạng trắng. Chẳng qua là bọn chúng nghĩ rằng Hoàng Duy Hùng đã chấm dứt. Vì sự chấm dứt của Hoàng Duy Hùng làm cho cái nồi cơm của chúng nó kể từ nay sẽ bị cắt đứt. Và từ cái khốn nạn cuộc đời không có miếng cơm biến thành một thằng du đảng xã hội đen thì không phải, đối với tôi không phải là Cường Mò Moi tự ý hay là xuẩn động làm chuyện đó, mà chuyện đó nó có một cái rõ ràng, có sự chỉ thị, có sự sắp xếp. Là bởi vì sao? Là Dương Béo đã điện thoại theo lời mời của Sài Gòn vô về và vào Sài Gòn. Thì khi Dương Béo mà đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh để hẹn gặp với Sài Gòn vô ve và bị thằng Cường Mò Moi đánh lén ở sau lưng, và bà Tuyết Xuân đã xác nhận chứ không phải là lời biện hộ của thằng Cường Mò Moi, là nó cầm cái ly nó liệm trước mặt. Một thằng đàn ông kết bè kết đảng đi đánh một người cô thế mà lại đánh lén sau lưng, đó là một thằng đàn ông hèn hạ nhất trên cái cuộc đời này. Vâng, chào anh Phạm Khuông, chào Trần Hải. Thì cái chuyện này nó không đơn giản là chuyện bất đồng hay bất hòa. Tôi đã nhiều lần tôi nói rồi, bất đồng tức là chúng ta không có đồng ý kiến, nhưng mà đừng bao giờ bất hòa. Bất hòa nó sẽ đi tới một sự thượng cẳng tay, thượng cẳng chân mà hạ cẳng tay. Nhưng mà cái vấn đề này nó không phải đơn giản giữa hai người mà nó liên quan tới cách mạng trắng. Là bởi vì Cường Mò Moi đã từng tuyên bố rằng sẽ bảo vệ Hoàng Duy Hùng, thách thức tất cả mọi người nào nếu muốn chống lại Hoàng Duy Hùng. Mặc dù Cường Mò Moi nói rằng lý do là tại vì anh ta bức xúc vì cái lời của Dương Mếu nói về ông Lâm Thọ Hải ở bên Úc. Cái lý do đó nó không đứng vững. Nó chẳng liên quan gì tới Cường Mò Moi. Lâm Thọ Hải không phải là bố của Cường Mò Moi. Lâm Thọ Hải không phải bà con gì với Cường Mò Moi. Trần Cường, họ Trần,
và họ Lâm, một người ở Hải Phòng, một người ở bên Úc, không có liên quan, không bà con, không họ hàng. Lâm Thọ Hải cũng không phải là người phe Hoàng Duy Hùng. Thì tại sao mà, vì nguyên nhân tại sao, theo lời của Cường Bảo Mo nói rằng, tại vì Dương Béo nói rằng tại sao tụi bay, có câu chửi thề trong đó lắm, là nói xấu về anh Lâm Đào Hải. Cái câu đó chúng ta không nghe, chúng ta chờ Dương Béo xác nhận. Tôi nghĩ rằng chuyện này công an sẽ làm việc, dù Dương Béo có thưa hay không thưa thì công an cũng sẽ làm việc. Bởi vì cái chuyện ở trong nước, nhà nước có thể chấp nhận rõ cho các bạn tranh cãi nhau, bất đồng ý kiến, lập trường chính trị, nhưng mà chắc chắn không chấp nhận có một kiểu bạo lực ở trong này. Mà cái nhóm của Hoàng Duy Hùng lại do một người đã móc nối để đưa Hoàng Duy Hùng về qua một cái tiểu xảo sắp xếp nối đường bay Houston và Đà Nẵng, đó là nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, kiêm chủ nhiệm Ủy ban người Việt ở nước ngoài. Ông Nguyễn Thanh Sơn một phần nào chịu trách nhiệm, bởi vì chính ông đã vẫn còn đang liên lạc với Hoàng Duy Hùng gần đây nhất, đã cho mượn cái căn hộ của ông để làm một cái che mắt mọi người, cho rằng Hoàng Duy Hùng sẽ định cư vĩnh viễn ở Việt Nam, nên mới mua nhà ở Eco Park và ở Khang Điền. Người thứ hai, ông nguyên Trung tướng Trịnh Lương Hy, Phó Cục trưởng Cục An ninh PC2. Ông Trịnh Lương Hy còn gián tiếp khoe rằng bốn đứa con của ông đều là sĩ quan cấp tá, hiện còn đang phục vụ trong ngành công an và trong quân đội nhân dân. Phải chăng đó là một sự hăm dọa cảnh cáo những người nào mà chống Hoàng Duy Hùng? Tôi không nói về những cái chuyện Trịnh Lương Hy nói có bốn quốc gia, hai quốc gia, Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia, tôi không nói cái chuyện đó. Ở đây tôi nói chuyện luật pháp, luật pháp Việt Nam. Và tôi nói thẳng, thưa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, thưa Thủ tướng Phạm Minh Chính, thưa Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, sẽ không bao giờ có bước chân của Nguyễn Phương Hùng trở về Việt Nam nữa nếu sự kiện Dương Béo không được giải quyết rõ ràng từ ánh sáng. Tôi nói thật với các quý vị, tôi không sợ bị hành hung, bị đánh, bởi vì tôi cũng đã từng ở trong xã hội đen, tôi đã từng thoát chết trong cuộc chiến ở Việt Nam. Với cái tuổi này tôi chết không thành vấn đề, nhưng mà tôi sẽ không trở về Việt Nam nữa, bởi vì ở bên Việt Nam tôi kết luận nghị quyết 36 đã không thể bảo vệ nổi cho những người ở trong nước, thì làm sao bảo vệ được cho những kiều bào mà đang chống lại Hoàng Duy Hùng. Và tôi là một trong những người chống lại Hoàng Duy Hùng. Nó đã từng công khai hăm dọa tôi là Nguyễn Phương Hùng không được về Việt Nam nữa,
Và nếu mà thấy Nguyễn Phương Hùng có mặt tại Việt Nam là phải thông báo. Thưa quý vị, danh dự và uy tín của nhà nước Việt Nam đang đặt trên cái vụ án của Dương Béo. Thằng Cường mỏ moi cần phải đền tội rất xứng đáng. Tôi nói thật với quý vị, tôi ngồi đây nhưng mà tôi có thể dùng xã hội đen ở trong nước, tôi nói thật như vậy. Nếu quý vị không xử lý vụ này sẽ làm rất nhiều người ở hải ngoại này, rất nhiều người ở hải ngoại này tôi ở bên Mỹ mà tôi đã từng được có người liên lạc với tôi ở trong nước muốn tạo cho một cái tai nạn giao thông cho thằng Trịnh Lê Hoài Nam hay không, và nói chung tất cả những thằng ở trong đó. Tôi bảo không, tôi không bao giờ chơi những cái đòn hèn hạ như vậy. Bẩn thỉu, du côn, tôi muốn tôi làm trong sạch. Tôi muốn làm trong sạch. Tôi thưa với quý vị, tôi sẽ viết thơ cho quý vị. Dương Béo với tôi không là cái gì hết. Nếu không muốn nói là Dương Béo cho tới giờ phút này, nó vẫn không thích tôi. Cũng giống như kiểu Châu Huỳnh ấy. Trần Bằng thì nó không thích ra mặt này. Nhưng mà Dương Béo thì bất đắc dĩ làm kênh cho Lê Thái, không thích nhưng mà vẫn phải chấp nhận. Cá nhân tôi, bởi vì tôi đã có làm gì Dương Béo đâu, tôi có làm hại gì cho tới anh em đâu. Không thích là không thích, chứ không không thích là kẻ thù của nhau, không phải. Nhưng mà thằng Cường mỏ moi nó không thích, nó đã làm một cái hành động rõ ràng là kẻ thù. Nó đã dằn mặt tất cả những người ở nào ở trong nước. Dương Béo là một nạn nhân đầu tiên chứ không phải là nạn nhân cuối cùng nếu nhà nước Việt Nam không xử lý vấn đề này. Tôi thành thật và tôi sẽ phổ biến cái chuyện này rất là rộng rãi bằng phương tiện của tôi là truyền thông. Còn cái chuyện mà người ta xuyên tạc sự kiện này nó ra quyền người ta, ví dụ chống cộng cực đoan nó sẽ dùng cái này, nó sẽ nói như này ở bên đấy. Nguyễn Thanh Sơn, Trịnh Lương Huy muốn mang Hoàng Duy Hùng về mà bây giờ bị anh em trong nước chống. Thành như bây giờ người người ta đã tới thanh toán nhau mà nhà nước không làm gì, đó là lỗi tại quý vị, không phải lỗi tại tôi và cũng không phải lỗi tại của chống cộng cực đoan. Tôi chỉ nói những cái gì mà tôi cảm thấy rằng đang thiệt hại cho đồng bào ở trong nước. Và theo tôi biết ở luật Việt Nam ngày xưa đã có người mất dạy với tôi và đã bị Phùng Nên đánh. Phùng Nên cầm chai bia đập vào đầu, có mặt Đỗ Văn Bình, có mặt Hoàng Công Cường, có mặt một số người, có mặt đại tá Duy, Đỗ Duy Ngọc, bởi vì nó nhục mạ tôi mất dạy. Phùng Nên cầm chai bia đập vào trên đầu. Thành ra đối với Phùng Nên cho tới giờ phút này đó, dù Phùng Nên làm cái gì đi nữa tôi vẫn không có tấn công Phùng Nên. Nhưng mà Phùng Nên công an làm biên bản vết thương chỉ chưa tới 10%, thành ra không ghép vào tội hình sự. Cái việc mà
thằng Cường mổ mèo mổ môi, nếu mà Dương Béo mà bị 10% trở lên sẽ bị vào tội hình sự. Còn nếu bị dưới chưa tới 10% thì chưa phải là hình sự, nhưng lại là một cái hình sự cho toàn đất nước Việt Nam với lại Việt Kiều ở nước ngoài. Bởi vì cảm thấy rằng đó là một sự bất ổn, rõ ràng là một sự bất ổn. Chỉ vì chống lại, chỉ vì bất đồng ý kiến với Hoàng Duy Hùng, một người đã được ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Trung tướng Công an Trịnh Lương Nghi bảo kê đón từ Campuchia, dùng một quốc tịch giả mạo Cameroon để đi vào Việt Nam. Tức là được nhà nước Việt Nam ưu ái che chở, đúng không? Mà bây giờ nhà nước Việt Nam lại im lặng trước vụ Cường mỏ moi. Nó không 10% hay là nó trên 10%, tôi không cần biết. Tôi chỉ cần biết thằng Cường mỏ moi phải đền tội cái việc nó làm. Bây giờ mời đúng như vậy và đó à, tất cả đều là do thằng Hoàng Duy Hùng mà ra hết. Nếu mà đó, lát nữa qua cái phần thằng tôi sẽ giải mã cái lý do lập luận của thằng Cường Mò Mòi. Bây giờ mời các bạn nghe Lê Thái nói gì. Các bạn cho biết là nghe rõ không nhỉ? Đây, em đến đây làm việc là có một đoàn, nhưng mà em cứ thủng thẳng tiền chạm với con Mò Linh. Cảm ơn cô Tý, cảm ơn điện này. Tính là để cái xe này cho chú Dương chú ấy đi lại trong thành phố Hồ Chí Minh nếu cần. Tuy nhiên thì là vì công việc chú ấy đã quay ra Hà Nội và cũng có những cái sự cố đáng tiếc. Nôm na là như vậy. Thì cũng xin thông báo nhanh với quý vị Không phải khán ra giả đâu là à, em liên không lạc phải với vậy. Dương Béo. Giờ này chắc còn đang ở trên tàu, tuy nhiên thì cậu ấy đã tắt tắt máy. Chắc là cũng vẫn còn đang ngủ. Ngày hôm nay thì anh Trần Đạt thì sẽ đi làm việc liên quan tới cái sự cố đáng tiếc là thằng Cường Mổ Moi nó đã đánh lén chú Dương Béo ngay tại thành phố Hồ Chí Minh và chú ấy đã bị đổ máu. Câu chuyện đương nhiên là liên quan tới thằng súc vật Hoàng Duy Hùng. Cặp bài trùng của nó là thằng Trường Mõm Lông và Lũ Bương Bô. Không hiểu là ông Trịnh Lương Hy, ông ấy nghĩ gì khi mà thằng Cường Mổ Moi là thằng thường xuyên ngồi lê lết ăn nhậu đàn đúm với ông ta, trong đó có cả những cái người mà ông ta đã kéo đến xưng làm thầy rồi thì làm tướng về hưu, nôm na gọi là đồng bọn của ông ta. Các ông nghĩ gì khi mà ngay trong đất nước Việt Nam này, những người dân Việt Nam đã đánh nhau, không phải đánh nhau mà nói tóm lại là bọn chúng đã Đánh manh động lén. đánh lại những người mà chống lại luận điệu xuyên tạc của thằng súc vật Hoàng Duy Hùng. Trách nhiệm này không phải là của những người thấp cổ bé họ, mà phải là những kẻ thực sự có quyền lực, cho dù là đương quyền lực hay là đã từng có quyền lực, có tiếng nói, có vai vế trong xã hội. Trong đó phải gọi tên ông Nguyễn Thanh Sơn chuẩn bị làm gì? Chủ hôn cho thằng nghĩa đệ súc vật Hoàng Duy Hùng. Phải gọi tên ông Trịnh Lương Hy, cựu trung tướng, đã chủ động liên lạc với thằng
Nguyễn Quang Trường, tức Móm Lông, để cấu kết với thằng Hoàng Duy Hùng cho nó đến nhà ăn cơm uống rượu. Không hiểu lý làm sao. Cộng đồng mạng đã dậy sóng sau khi chú Dương Béo đã một thân một mình đến gặp thằng Thái Quốc Thọ, chủ kênh Sài Gòn Vo Ve. Trong khi đang nói chuyện thì thằng Cường Mổ Voi đã dùng vật cứng đánh từ đằng sau làm cho Dương Béo bị thương. Thì quả thực đó là những điều mà chúng ta không bất ngờ, nhưng mà không ngờ nó lại diễn ra trong những ngày này. Và có lẽ điều đó nó cũng nói lên bản chất của cách mạng màu, cách mạng trắng của thằng súc vật Hoàng Duy Hùng đã phát tác, đã để lại những hệ lụy. Bây giờ thì là nhỏ thôi, nhưng nếu không kịp thời ngăn chặn, không có những tiếng nói mạnh mẽ của những cơ quan quyền lực có chức năng liên quan tới sinh mệnh chính trị của thằng Hoàng Duy Hùng, thằng Trường Mõm Lông, mà báo chí đã rung chuông cảnh tỉnh, thì hậu quả không biết chuyện gì sẽ diễn ra. Và người dân thì đã hết sức nỗ lực tự giác, tự phát đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc của thù trong giặc ngoài, những thế lực chống phá đất nước từ nhiều năm qua, chứ không phải là chỉ khi thằng súc vật Hoàng Duy Hùng nó vào Việt Nam. Nó chỉ là những đối tượng mặc định khi là kẻ thù thì sẽ phải chịu tội trước mũi súng của dư luận người dân Việt Nam, sự cảnh giác người dân Việt Nam trên không gian mạng, ở mặt trận tư tưởng. Máu của chú Dương Béo đổ xuống tại thành phố Hồ Chí Minh do chính tay thằng Cường Mổ Moi, là một thằng ôm chân cho thằng Hoàng Duy Hùng bất chấp. Và thằng Cường Mổ Moi lại là đồng bọn của ông cựu trung tướng Trịnh Lương Hy. Ông ấy đã tuyên bố sanh dờn rằng biết thằng Hoàng Duy Hùng sai, sai rất nhiều, nhưng mà vẫn quyết tâm ủng hộ cho đến cùng. Và đây cũng là luận điệu của thằng Cường Mổ Moi. Nó đã công bố ở trên mạng rằng ai đụng đến thằng súc vật Hoàng Duy Hùng thì hãy bước qua sát nó. Và những gì nó nói giờ đã dần trở thành sự thật. Nếu như Dương Béo ngày hôm qua đi với đông người và ai cũng manh động, thì không biết chuyện gì diễn ra ở trong xã hội Việt Nam của chúng ta liên quan tới thằng Hoàng Duy Hùng. Vài lời chia sẻ với quý vị buổi sáng trước khi Lê Thái từ Gia Nghĩa, Đắk Nông và tiếp tục đi Đắk Lắk. Và nhân đây thì cũng nói để cho trung tướng đáng kính của Châu Huỳnh Trịnh Lương Hy, ông đã về hưu rồi, mà tại sao trong nhà ông ở dưới hầm xe lại có xe biển xanh 80B, xe của nhà nước, của chính phủ mới được phép sử dụng vào việc công. Và tôi cũng nói để cho ông biết, tôi nếu muốn, nếu cần thì cũng có thể sử dụng những phương tiện ấy, nhưng tất cả chỉ để nhằm mục đích sử dụng vào công việc công mà thôi nha. Đó, đoàn chúng tôi đi cũng có xe biển 80B, tôi là người tiền trạm cho rất nhiều chuyến công tác. Ông phải luôn luôn nhớ điều đó, ông phải sám hối đi trước khi quá muộn. Vâng, thưa các bạn, đây là phần 6 phút 26 phút 45 giây mà Lê Thái mới tường trình. Thưa các bạn, rõ ràng đây là một hành động rất là đê hèn. Nếu các bạn nghe cái lời thú tội của thằng Cường Mổ Moi ấy, các bạn còn thấy nó hèn nữa. Chính thằng Thái Quốc Thọ gọi điện thoại cho thằng Cường Mổ Moi và nói là nó gặp Dương Béo. Nếu mà thật sự rằng có sự thách thức nhau đó, thì thằng Thái Quốc Thọ và thằng Dương Béo gặp nhau ở một địa điểm nào đó chẳng hạn,
rồi hai thằng đánh nhau. Đằng này thì Dương Béo đi một mình và đi tới một cái thái độ coi như là rất là hòa bình, thì không biết họ nói chuyện gì, sắp xếp gì, không biết, không ai biết đấy. Thì có lẽ là chỉ hai người biết, chúng ta không thể tin được lời thằng Cường mỏ moi ở trong cái video kế tiếp chúng tôi mời các bạn xem. Nhưng mà rõ ràng cái video này đã, đây là lời thú tội của thằng Cường mỏ moi. Lẽ dĩ nhiên rằng nó phải bảo vệ, nhưng mà những cái lý do nó nói ra tôi đã nghe hết rồi, rất là vô lý. Và cũng như các anh em đã bàn, thằng này đấy, thằng Cường nó chỉ là người được sai khiến bị sai khiến, và cái người chỉ huy sau khi Hoàng Duy Hùng về bên Mỹ là ai? Là Nguyễn Quang Trường, là Nguyễn Thanh Sơn, là Trịnh Lương Thi. Bất cứ một hành động gì xảy ra mà có liên quan tới bạo động mà nằm trong phạm vi của cách mạng trắng, tất cả ba tên này đều phải chịu trách nhiệm. Và rõ ràng đây một âm mưu của Thái Quốc Thọ khi gọi điện thoại cho Cường Mỏ Moi. Cường Mỏ Moi đến và có cả Tuyết Xuân, và Tuyết Xuân đã làm chứng, mà Cường Mỏ Moi đã xanh mặt vì lời làm chứng của Tuyết Xuân, nói rằng Tuyết Xuân đã sợ, quá sợ hãi, thành ra nói không được chính xác. Và Cường Mỏ Moi nói rằng dùng ly nước, cái cốc nước, cái cốc cà phê vậy đó, để ném vào mặt này Dương Béo, ám chỉ rằng ném không trúng đấy. Thì tất cả những cái điều này chúng tôi sẽ phân tích sau khi các bạn nghe lời của thằng Cường Mỏ Moi. Nhưng mà có điều rõ ràng là cái giọng nói của nó rất là thất thần và lập luận lập bập, mọi ngày thì nó nói kinh khủng lắm, chửi thề văng chết vịt. Bữa nay thì xuống giọng mà nhỏ nhẹ, dù nào đi nữa thì cái tội của mày vẫn là cái tội hành hung, còn cái chuyện sự thật nó ra sao thì cơ quan chức năng họ sẽ xử lý. Tôi chỉ mở cái video thằng Cường Mỏ Moi để cho các bạn nghe cái lời nó nói, để chúng ta có dẫn chứng hai chiều. Đấy. Chúng ta còn chờ một lần chiều nữa là Dương Béo. Lúc nãy chúng ta chỉ mới nghe được một phần cái thông báo về cái sự cố xảy ra bất hạnh cho Dương Béo. Và Dương Béo đã đi lại được, tức là đã lên tàu. À, chắc là lên tàu hỏa, chắc là đi về lại hay là lên tàu tàu bay không biết, thì đã đi về lại Hà Nội. Thì câu chuyện nó diễn ra như thế nào, mời các bạn nghe tiếp. Anh Quang Phố Cổ, một chi tiết khác cũng rất quan trọng, sau khi chúng đánh Dương Béo đổ máu, con Tuyết Sân Sài Gòn vo ve và thằng Mỏ Moi đã không chăm sóc người bị hại mà bỏ đi. Vâng, cái điều đó là cái khi mình thấy bất cứ một cái chuyện gì tai nạn thế này kia mà mình bỏ đi, nó giống như là một ông thiếu tá quân đội nhân dân bữa trước đấy, đụng xe người ta xong lại còn gọi khai báo bắt cái người đụng xe đi phải làm thử nghiệm say rượu này đại khái. Vâng, thì đúng như vậy, người ta nói rằng không đánh được người đấy thì mặt đỏ như vàng, mà đánh được người rồi thì mặt vàng như nghệ. Thì đây là đúng trường hợp của thằng Cường Mỏ Moi. Vâng, mời các bạn theo dõi tiếp.
Kính chưa thưa tất cả các quý vị khán giả, chương trình Cường Trần. Hôm nay tôi sáng hôm nay là chủ nhật, tôi phải lên trên cổng mạng để nói cho các vị hiểu thêm cho tôi, không thì sợ coi như vậy là các quý vị nghe Trần bị đạt thì hầu như là tôi mở volume gần như là maximum, gần như là hết này, tới 90, tới 90, gần 100% mà nghe quý vị thấy cái giọng của nó rất là mềm mỏng. Đây là sáng chủ nhật tôi phải lên, có ai bắt mày lên đâu. Bây giờ mày muốn thú tội thì mày cứ việc thú tội thôi. Chào người dùng X1. Chỉ được một tai thôi, chứ không chưa phải nghe hai tai. Bởi vậy hôm nay tôi sáng sớm, đêm qua tôi không ngủ được vì tôi thứ nhất là tôi tức. Những cái mình nói thì nó phải đúng, đúng sự thật. Còn những cái không đúng thì mình không nên nói. Thì vấn đề hôm nay thì sáng sớm nay thì tôi lên clip tôi sẽ nói chuyện với quý vị khán giả sự nghiệp với các nói chuyện với các quý vị sự nghiệp như sau. Kính thưa tất cả các quý vị khán giả, thì hôm qua lúc 6:29 chưa bao giờ mà thằng này nó lịch sự, lần đầu tiên tôi thấy có một cái clip của thằng Trần mò mò ấy, không chửi thề không gì ấy, mà nói rất là ấy. Thì Sài Gòn Vi Vu có điện thoại cho tôi, anh đi cùng em lên gặp Dương Béo, nhưng mà nó có cái chuyện gì chắc là thiếu tiền về vì nó thấy Sài Gòn Vi Vu thấy là Lê Thái đi Tây Nguyên mà không cho Dương Béo đi theo, thì Sài Gòn Vi Vu chắc nghĩ là Dương Béo thiếu tiền hoặc như thế nào đó không biết. Cái lý do mày không cần biết, cái chuyện là chuyện riêng của người ta. Đấy. Mà cái lý do đó nó không biện luận cho cái sự mày đánh người ta. Mà rõ ràng đây mày thì đã khai rằng Sài Gòn vô vẻ gọi cho mày để hai thằng gian nhân hiệp đảng đánh một người thế cô. Ok. Nhưng mà gọi lên thì trong lúc lên ấy thì từ nhà lên ấy thì coi như vậy là Sài Gòn Vi Vu có ghé qua đón Tuyết Xuân, thì Tuyết Xuân cũng vừa có đi tập thể dục ở gần nhà, cái chỗ đó gần nhà Tuyết Xuân rồi. Thì tôi lên sau thì ngồi cùng cái bàn vuông, Sài Gòn Vi Vu và Dương Béo ngồi ở trong, nhưng mà Dương Béo ngồi nghiêng quay về mặt Sài Gòn Vi Vu và tôi Tuyết Xuân ở bên này. Thì trong cái câu chuyện đó, đầu tiên ấy, thì là người ta người 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 phục vụ người ta lôi ra coi như vậy là cà phê cho tôi, cà phê nặng lắm nhau mà phải lôi. Sài Gòn Vi Vu nói là Dương Béo thì nói cái gì, thì lúc đầu ấy thì Dương Béo nói là anh có phải là em anh này anh kia không, nói tóm lại là Dương Béo quen anh của Sài Gòn Vi Vu. Sau đó đấy thì đúng một cái thì Dương Béo mới nói là tại sao chúng mày lại chửi anh Lâm Thọ Hải đấy, sự việc nó lại như vậy như gì. Thì tôi nghe tôi bức xúc quá, tôi nghe tôi cực kỳ là bức xúc luôn. Mình đi mẹ hơn 1 tiếng đồng hồ đến đó để gặp một câu, nó bảo thì mẹ tại sao chúng mày địt mẹ tại sao chúng mày lại chửi anh Lâm Thọ Hải, nó nói đúng câu như vậy. Thì tôi hỏi thật với tất cả các quý vị khán giả là với tất cả các quý vị thì quý vị làm như thế nào? Tôi nói thật, tôi muốn hỏi quý vị, lúc tôi bức xúc thì tôi mới cầm cái ly cà phê vừa rồi anh bảo bạn anh đưa lên tôi ném vào mặt thằng Béo và tôi quay trở về. Thì lúc cái Tuyết Xuân rất là sợ, tôi thấy Tuyết Xuân rất là sợ, Tuyết Xuân nhập Phật sợ. Rồi Sài Gòn Vi Vu thì lúc bây giờ Sài Gòn Vi Vu cũng đứng cạnh và che chắn cho Tuyết Xuân, sợ là coi như vậy là Dương Béo ném lại, nhưng mà Dương Béo không phải có chống lại gì cả. Thì chúng tôi đi cái quán khác. Thế sau khi ba anh em rủ nhau đi quán khác rồi á, thì coi như vậy là Sài Gòn Vi Vu, tôi nói thật, Sài Gòn Vi Vu là một thằng cực kỳ tốt luôn.
kể cả xúc tích. Ok. Bây giờ mày hỏi ý khán giả đúng không? Mà tao đã xem cái video này. Bây giờ tao cho mày ý. Lâm Thọ Hải là bố mày. Lâm Thọ Hải có quen biết gì với mày không? Lâm Thọ Hải có nằm ở trong nhóm của Hoàng Diệu như mày hay không? Hay là tại vì Lâm Thọ Hải hồi xưa có cảm tình với Nguyễn Quang Trường và Hoàng Diệu, sau này cũng giống như là Trần Đạt, Lâm Thọ Hải đã bỏ tụi bay đi. Thì cái chuyện xích mích giữa mày với lại Lâm Thọ Hải là chuyện riêng cá nhân của hai người, nhưng mà nó có mang một cái sức, cái tác dụng mạnh đến nỗi mà mày chỉ cần nghe hỏi là tại sao tụi bay nói xấu về anh Lâm Thọ Hải mà tự nhiên mày đùng đùng nổi cơn giống như bố mày đang động kinh vậy hả? Có lẽ là bố mày bị người ta đánh mà chưa chắc mày đã nổi cơn cái lôi đình như là cái chuyện này. Đây chỉ là một lý do nhé. Và không ai làm chứng cái câu nói đó của mày. Mày có thâu video không? Mày có thâu điện thoại không? Mày có thâu audio cái lời nói mày với lại thằng cái lúc mà thằng Dương Béo nói chuyện không? Tao biết chắc chắn là thằng Sài Gòn Bỏ Ve nó có thâu. Thì mày lấy cái lời trong đó ra để coi có phải thằng Dương Béo nó nói cái lời đó không? Nhưng mà dù đi nữa, dù sao đi nữa, ba người gian nhân hiệp đảng mà để đối phó với một người, người ta chỉ có thiện cảm theo lời mời của Sài Gòn Vo Ve, người ta tới mà tới một mình, mà mày lại vì cái câu nói đó thì điều đó chứng tỏ rằng mày lợi dụng. Nếu mà thật sự thằng Dương Béo nói câu như mày nói đó và mày tức lên đó, thì đó chỉ là một cái lý do để mày ngụy biện loạn ngôn cho cái sự việc tại sao mày đánh thằng Dương Béo, chứ nó không thuyết phục được. Bởi vì cái lý do đó không có gì thuyết phục, không, lý do đó không sự đáng để cho mày phải vi phạm vào cái tội hành hung. Nếu mà thằng Dương Béo bị 10% trên 10% là mày đã bị ghép vào tội hình sự. Nói theo kiểu Nam Hoàng đây á, nếu mà lúc đó mà Dương Béo mà tới ra báo cáo ngay cái công an huyện ngay đó làm án kết, vâng đúng vậy Nam Hoàng, tôi cũng vậy thôi. Và tôi không nghĩ là Dương Béo trời thề đó. Và cái câu mà địt mẹ này là cái câu của cái thằng Hải Phòng này. Đấy. Thằng này là chuyên môn. Và quý vị thấy có bao giờ nó có cái video nào lên đó, nó hiền lành, nó nhỏ nhẹ. Tôi mở cái video volume của tôi 100%. Lúc nãy mở của Lê Thái có 50%. Mà mở thằng này tới 100% mới nghe được như vậy. Đấy. Điều đó chứng tỏ rằng nó đang là mặt vàng như nghệ. Nó hối hận. Thành ra sáng hôm sau nó mới về. Sáng hôm sau nó mới về. Nó lên video. Nó tưởng rằng cái video này sẽ để xóa tội cho nó, hay tha tội cho nó. Không. Cái nguyên do đó, cái lý do mà để nó đánh thằng Dương Béo không thuyết phục và không đứng vững, có đụng chạm gì tới mà tổ tiên mà mổ cái mà cha nhà gì nhà mày đâu, thành hoàng thánh tổ nhà mày gì đâu, mà mày là tự nhiên tức lên mày đánh người ta, mà đánh lại đánh lén giữa hai người. Mày nói là mày cầm một cái tách nước, à, cái ly cà phê mày ném, còn Lê Thái thì nói là đánh lén bằng đằng sau lưng.
Thì giữa hai người vô tư và công tâm, tao phải bênh lê gái, bởi vì tao chưa bao giờ chấp nhận mày là một con người đàng hoàng. Mà trong xã hội đó, người ta luôn luôn cho những người nào mà người ta nghĩ rằng đàng hoàng là đúng, còn mày là thằng mất dạy, thằng du côn, thằng ba bựa, thằng giang hồ đen, thì làm sao mà tin được lời của mày. Phần sau này mày khai báo về gì, cái này nó mới quan trọng. Vâng, nó chơi lén. Xuân nữa. Sài Gòn cái vụ nó đích thực nó nói là anh Cường em phải nhắn tin cho thằng Dương Béo xem nó có cần tiền thì gửi cho đấy, tiền em nghĩ chắc là không có tiền đâu, thì cũng hợp với ý của Tuyết Xuân. Tuyết Xuân cũng rất là tốt luôn. Đúng rồi, Sài Gòn cái vụ đúng đấy, chị thấy là em nên gọi điện cho. Tụi bay đạo đức giả, cái này tao thấy mày bịa đặt ra, đánh người ta xong rồi bỏ đi, xong rồi lại bảo cái để phải gọi điện để coi nó có cần tiền hay không. Cái này mày bịa ra, mày đề cao thằng Sài Gòn vo ve để mà chữa tội cho thằng Vọt, tại vì chính thằng Sài Gòn vo ve là thằng lập ra cái âm mưu này, lập cái âm mưu này để đánh thằng Dương Béo, mà mày là người thi hành, mày là thằng đánh mướp. Rõ ràng như vậy, mày tính kể câu chuyện này, Sài Gòn vo ve rất tốt, để Tuyết Sơn cũng tốt. Ok, tốt đi, tốt nữa đi. Dương Béo em hỏi xem nó có tiền không, cho nó ít để nó về Hà Nội. Tôi nói thật, hôm nay giữa buổi sáng sớm lúc 5 giờ tôi chưa ăn gì, tôi nói say, tôi chết không nhìn thấy con tôi trong cái lần hôm nay. Nhưng không biết quý vị khán giả có tin hay không. Mày chết làm sao mày nhìn được con mày? Mày chết kệ mày, mày chưa mắc mới gì mà mày mang ra đây mày thấy. Mày chưa ăn gì, 5 giờ sáng là sáng sớm mà chưa làm gì mà ăn sớm ấy. Tao ăn sáng là 8 giờ tao mới ăn. Mới có 5 giờ sáng không mày? Của đây chứ. Tôi thề đi chưa ăn sáng gì. Nói láo. Phía bên kia, tôi nói phía bên kia đấy. Chứ còn khán giả của tôi thì chắc chắn là tin tôi. Thì vấn đề tiếp. Mày làm sao mày chắc chắn là tại khán giả mày tin mày được? Bây giờ khán giả của mày nó cũng cười á, đang cười bò lăn bò càng ra về cái vở kịch của mày quá vụng về. Tao sợ mày, khán giả của mày giờ đang ướt quần hết rồi, cười mà cười te đáy. Theo nữa đấy. Vấn đề tiếp theo nữa đấy. Khi mà nhắn tin như vậy rồi đấy thì Dương Béo bảo không cần đâu, em đi Thủ Đức về rồi đó. Dương Béo nói câu như vậy. Thì trong khi đó đấy, là cái lời của Trần Đạt đấy. Trần Mỹ Đạt thì tôi thấy lại khác, Lại khóc nữa à? khác hoàn toàn. Là Trần Mỹ Đạt nói là Tuyết Xuân cổ súy cho tôi đánh coi như vậy là Dương Béo, cho tôi sẽ coi như vậy là xô xát Dương Béo, và coi như vậy Sài Gòn Vi Vu coi như vậy là xúi tôi, rồi được lệnh coi như vậy là tất cả cái lũ coi như vậy là lũ 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 cô hồn các đảng, cái lũ xã hội đen bụi đời này coi như vậy là làm theo lệnh của Hoàng Thế Âm đấy. Tất cả quý vị xem đây là tôi rất là tức mình, tức là sao, tức là mình đi hơn một tiếng đồng hồ xa lắm, chỗ đâu có gần đâu, từ nhà tôi qua đây xa lắm, thì mình tức mình như thế thôi chứ không có liên quan gì đến anh Hoàng Hồng cả. Thì tôi hỏi Cái câu này nó không có, nghĩa là mày ra tòa mày nói với ông quan tòa đi, con cái chỉ chạy xe 1 tiếng đồng hồ, ai bắt mày phải chạy xe 1 tiếng đồng hồ, mà 1 tiếng đồng hồ thì là bình thường lắm. Ở Việt Nam bây giờ mày chạy mà kẹt xe 1 tiếng đồng hồ là bình thường, cái chuyện rất là bình thường, không có gì mà xa xôi gì hết. Mà chỉ vì đi 1 tiếng đồng hồ mà mày tức giận, mà ra mày đánh người ta, ai bắt mày đi đâu mà đánh người ta, rồi bây giờ mày lại bảo rằng là tay sai Hoàng Duy Hùng này kia, cái chuyện đó là đương nhiên rồi, mày là tay sai của Hoàng Duy Hùng, mày xác nhận rồi. Chào Mai Nguyễn. Trần Mỹ Đạt này, Trần Mỹ Đạt cũng chơi với Hoàng Duy Hùng cũng 2-3 năm rồi.
chuẩn bị đặt xem Hoàng Như Hùng đâu có nói gì về vấn đề coi như vậy là xui ai bao giờ đâu, không có, hầu như Hoàng Như Hùng không bao giờ có cái đoạn đó. Thế nên là tôi nghĩ là này, Trần Mỹ Đạt ăn nói cẩn thận, rồi kể cả Tuyết Xuân cũng thế, Tuyết Xuân hầu như là rất là tốt, Tuyết Xuân đâu có nói gì đâu, mà Tuyết Xuân lại sợ, mà Tuyết Xuân lại nói tôi, hỏi anh Cường là em không đồng ý anh xử sự như vậy, tôi không hề nói sai cái này. Và tôi nghe cái lời của Tuyết Xuân thì tôi thấy là đúng đúng thật, mình có tuổi mình không nên làm như vậy, nhưng mà ngược lại thì nó đúng, nó bức xúc quá cái gì ạ, nó bức xúc vào tay tôi chứ vào những người khác mà trẻ. Mày muốn nói một cái điều để mà chữa cho Tuyết Xuân trong tương lai đi ra ngoài công an. Tại vì Trần Mỹ Đạt nó nói rằng là Tuyết Xuân xúi mày nhé. Thì bây giờ mày tính biện hộ được cho Tuyết Xuân là anh lớn tuổi không nên hành xử như vậy. Thì tao hỏi mày cái, nếu mà không liên quan gì tới Tuyết Xuân á, thì thằng Sài Gòn vo ve nó mời, nó gọi Tuyết Xuân làm gì đấy, chạy qua nó đón Tuyết Xuân xong rồi mày chạy tới gặp nhau ba người chắc chắn là phải có một cái chuyện gì. Thì tao nghĩ rằng Tuyết Xuân là đại diện cho Hoàng Duy Hùng nhé, Tuyết Xuân sẽ là nhân chứng, thành ra thằng Sài Gòn vo ve nó mới cần phải đón Tuyết Xuân để Tuyết Xuân xác nhận trước với Hoàng Duy Hùng có Tuyết Xuân có làm chứng là thấy thằng Cường mỏ mói đánh ngành lương béo như thế nào, thì có làm chứng như vậy thì mày mới được tiền đúng không, mày nhận tiền của thằng Hoàng Duy Hùng để đánh thằng lương béo, cái chuyện nó rất là đơn giản. Tao không phải là công an, tao ngồi tao nghĩ ra ngay lập tức. Bây giờ mày làm bộ mày nói như vậy để mày chạy tội cho Tuyết Xuân. Mà không, chị Tuyết Xuân lúc đó chị rất là tử tế. Đấy. Chị đã nói với tôi rằng không nên hành động như vậy. Đấy. Còn bức xúc hơn, tôi nói thật mà. Rồi thằng Vi Vu cũng thế, thằng Vi Vu thì hầu như là nó không nói gì nhưng mà ngược lại nó cũng hiền và nó bảo anh Cường em nhắn tin em gửi tiền. Mày nói rằng Vi Vu nó hiền à? Vậy thì trong cái nhóm mày đứa nào là dữ nhất hả? Tin sư bố mày không có một thằng nào ở trong cái nhóm mày mà hiền hết á. Từ cái thằng là hổ mèo nó là 3 giây rồi tới thằng Lê Bảo này rồi tới thằng Sài Gòn vo ve lúc nào nó cũng thách thức, lúc nào nó cũng thách thức, rồi còn kia thằng xỉu đá lùn trước mốt nữa cũng vậy. Mẹ trên đầu có hai cái sừng ấy, cõi trên đầu đó nó cứ tưởng là cái sừng vợ nó cắm cho nó là cái sừng trâu ấy, lúc nào nó gặp ai nó cũng hút ấy. Tao thấy chẳng thấy đứa nào trong cái nhóm của tụi bay mà gọi là hiền ấy. Sài Gòn có vẻ rất hiền đúng không? Lần đầu tiên Chúa ơi. Nói rất là ghê, không hiểu tại sao khi mà chẳng hạn như thì chúng tôi có nói động đến coi như vậy là Lâm Thọ Hải hoặc là đến, đến 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 quê hương Việt Nam thì coi như vậy là Trần Mỹ Đạt rất là coi như vậy là ghê gớm thì mày nói gì chẳng ai hiểu hết, chúng tôi có nói đụng chạm gì đến quê hương, giờ Trần Mỹ Đạt rất là ghê gớm, chẳng hiểu nó nói cái gì. Mày bây giờ mày đã thần kinh mày là có vấn đề rồi đấy nha, tại mày đang lo sợ lúc mày nghĩa là nhận lời để mà đánh nhé, một cái này được bao nhiêu tiền thì không biết, thì mày không nghe không biết sợ, nhưng đánh xong rồi bây giờ mày mới hối hận, hối hận thành như bây giờ mày đang lo sợ. Nhân đây thì tôi cũng nói thêm về cái chuyện mà coi như vậy là về 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 quê hương Việt Nam đấy, cái vấn đề mà Cái chuyện này có liên quan gì tới quê hương Việt Nam? Chuyện mày quánh rằng Dương Béo nó có liên quan đến quê hương Việt Nam. Ở quê hương Việt Nam là xã hội đen như vậy nè. Ở quê hương Việt Nam là cứ cứ không bằng lòng nhau cái là ra đánh lén nhau như vậy. Nếu như vậy thì xã hội 100 triệu người thì chắc nó loạn, loạn xì ngầu lên hết này.
nói chuyện về quê hương Việt Nam, nói đi. Béo là xong thì chúng tôi cũng quay lại và quay về Sài Gòn. Cái Vũ nó thanh toán hết tất cả những cái ly hương về những thứ, Sài Gòn Vũ thanh toán hết, cái việc không có gì cả vì nhà nó quen mà. Chào Vin anh. Thì cái việc này thì tôi nói thẳng là việc này là do tôi làm, tôi chịu, không có gì đâu, tôi làm tôi chịu, tất cả các thứ là tôi làm tôi chịu. Không lý mày làm cho mày bắt con mày đi ở tù à? Hả? Hay là mày bắt bố mày đi ở tù à? Đánh người ta xong rồi ba đứa bỏ đi. Thì làm sao mày biết là thằng Sài Gòn vô về nó quay lại nó thanh toán. Trong khi cái người bị thương đó là Dương Béo thì tụi bay không lo chăm sóc. Cả các thứ là mong các quý vị khán giả hiểu và thông cảm cho tôi. Tao mới nói đấy, tao vừa nói đấy, hiểu và thông cảm cái gì? Con mày bây giờ nó ra nó nhận tội cho mày cái gì? Để không nhiều người người ta cắt một tay mà người ta cho rằng tôi là anh hùng mạng, anh hùng bây giờ vậy là nọ kia các thứ. Vấn đề của quê hương Việt Nam thì tất cả quý vị đã nghe cái ghi âm trộm mà. À, kênh quê hương Việt Cho Nam. nên mình phải nói, mình tự nhiên mình đánh giá một một một, một giáo viên mà coi như vậy là cấp 2 mà coi như vậy là cũng có trình độ nhé, tất cả quý vị mà đi gọi coi như vậy là luật sư Hoàng Duy Hùng bằng thằng Hùng Quang để quý vị nghe nó được không? Hạn như mình không đồng ý thì ông tôi hoặc ấy, nhưng mà trước đây ấy, thì Thế mày gọi San Kham là gì? Hả? San Kham còn lớn hơn cả Hoàng Duy Hùng nữa. Ông San Kham là một viên chức cấp lãnh đạo chính phủ Việt Nam ngày xưa. Mày gọi bao nhiêu người trên này là cái gì? Mà người ta gọi là thằng Hoàng Duy Hùng đó. Quê hương Việt Nam nó nói là quyền của nó. Có liên quan gì tới cái vụ thằng Dương Béo đâu. Thì chào Vin Anh. Thì không biết các bạn còn muốn nghe tiếp hay là chúng ta qua cái trận đạt nha. đã quê hương Việt Nam ủng hộ Hoàng Diệu, trong cái nhóm ủng hộ Hoàng Diệu về kể cả thằng Lâm Thọ Hải rồi coi như vậy là Trần Mỹ Đạt đều ủng hộ. Đấy mày mới nói đấy, mày bảo gọi ra cái thằng Hoàng Diệu để bây giờ mày lại gọi thằng Lâm Thọ Hải. Sao mày không gọi ông Lâm Thọ Hải? Mày không cho người ta gọi Hoàng Duy Hùng bằng thằng, bây giờ cái giờ mày lại gọi Lâm Thọ Hải bằng thằng. Bây giờ quay lưng chửi người ta, chửi người thậm tệ luôn. Tôi nói thật, hãy dùng sớm xong quý vị xem nghe nghe. Trong này có hai thằng mà chửi người ta nhiều nhất, thằng Thái Quốc Thọ và thằng Trần Trần Cường. Hai thằng chửi thề nhiều nhất trong các video mà mày bảo là quê hương Việt Nam chửi thậm tệ. Kỹ dài clip nhé, khi mà đoạn cuối về sau ấy, mà có quê hương Việt Nam chúng tôi đấy thì quê hương Việt Nam tắt đi nha, chửi rất là dài tắt đi, xong rồi đấy chỉ là đưa cái lúc mà tôi chửi thôi. Vì sao tôi chửi thế này này? Tôi chửi thì coi như vậy là tôi đầu tiên là tôi nói rất là nhẹ, tôi bảo là Vâng, nếu mà ok, để cái tôi thằng chuyện này nó chỉ mà không nói ủng không hộ có thì liên quan gì quý ấy vị nữa. cũng đã ủng hộ cho bên. Chấm dứt nó đi. Dư luận cái mình nói thì được cũng sự thật, còn những cái không để mà tự thú đấy. Và cảm thấy sợ sệt, và tao nói cho thằng Cường mổ moi này, hôm nay là lời cuối của tao nói với mày liên quan tới việc của thằng Dương Béo. Tao cho mày cơ hội. Thứ nhất đấy, Chào quê lụa, là ngoài luật pháp thì chào không quạt có công luật nghiệp. đời.
trời nắng rông. chào Phương Nguyễn, chào Hoa Đà Vì Điểu, mày sủa bằng mõm chào Nghĩa Dương. thì chúng tao đấu tranh với mày bằng mõm. Còn mày gây đổ máu cho đồng bào ở trong nước nói chung, không cứ gì là thằng Dương Béo, thì máu lại trả bằng máu. Mày nói Chào rằng mày Tuyên là Phạm, dân Hải Phòng không lòng vòng, mà người Hải Phòng tao tin điều đó trừ mày. Nhưng hôm nay tao cho mày cơ hội làm người Hải Phòng, đừng lòng vòng nữa. Và tao thấy mày không ngủ được, lên trên mạng để mà nói, chào Đức Hào, để mà tự thú đấy. Tao cho đấy là chào cơ Nghĩa hội, Dương. tao khuyến khích mày. Đời thằng đàn ông như tao đấy, nói là làm. Tao mò vào tận nơi, không phải là tách, tao đi và thách thức chúng mày đâu, mà tao vào để có những cái việc nó có ý nghĩa liên quan tới sự đoàn kết và tập thông não của chúng mày thôi. Chào Nguyễn Cho nên Đình với Quyền, tao ấy, chào Mai Kiên. những gì tao chưa nói không có nghĩa là tao không làm. Đối với hành vi của mày đánh thằng Dương Béo, mày nhớ điều ấy. Còn làm như thế nào, ai làm, bao giờ làm, hậu quả mày phải chịu đến đâu, nếu mày không tự giác thú tội, mày đã lên mạng thú tội rồi, tao cho mày cơ hội đi ra cơ quan công an thú tội, làm tường trình liên quan tới sự việc mày đánh đổ máu thằng Dương Béo. Những gì mày nói nó thể hiện rất rõ nét mày là một thằng côn đồ, không phải là chỉ ở trên mạng mà ra ngoài đời cũng giống thằng hói lái xe và thằng Quý Lê mất tết bưng bô cho thằng Hoàng Duy Hùng, mang xăng rồi mang thằng thì mang xăng, thằng thì mang vũ khí đến để khủng bố công dân trong nước, đó là thằng Cường Dậy. Hậu quả nó chưa diễn ra thì chưa có chuyện gì thôi. Còn mày đã đánh thằng Dương Béo đổ máu thì nó không thể dừng lại được. Cho nên hôm nay đó, tao cho thằng Cường mổ moi và bưng bô chúng mày con Quyết Xuân, thằng Thái Quốc Thọ. Chúng mày là một bè lũ bưng bô cho thằng Hoàng Duy Hùng và là đồng bọn của hành vi đánh người vô cớ ba đứa chúng mày nha. Hôm nay tao đọc cho chúng mày tất cả những gì liên quan tới tội lỗi để con bị Kết Xuân, thằng nhãi Thái Quốc Thọ và thằng già từ mồ hôi ba đứa chúng mày hội ý với thằng Trịnh Lương Hy, thằng mà là cựu trung tướng ngành an ninh đó, tự chúng mày hội ý với nhau. Tao cho chúng mày 3 ngày để chúng mày có những cái động thái tích cực nhất, sửa chữa lỗi lầm của bản thân mình mà là tội lỗi rồi đấy. Còn nếu sau 3 ngày chúng mày không có những cái động thái tích cực đáng kể, được tao ghi nhận, Trần Đạt, Quấn Trần và khán giả ghi nhận, thì khi đó chúng tao sẽ có những cái cách làm của mình. Trước tiên là phải đúng luật, và nếu luật pháp làm ngơ thờ ơ, khi đó sẽ có những cái cách làm mà không kiểm soát được liên quan tới mày đó, thằng Cường của Moi. Tuy nhiên cho dù có kiểm soát được hay không kiểm soát được thì nó vẫn nằm trong khuôn khổ luật pháp. Chúng ta sẽ đấu tranh bằng dư luận nha.
Cho nên tao truyền lời báo danh cho thằng Cửu Ngoai, con Đĩ Già Quyết Xuân với thằng nhãn danh Thái Quốc Thọ. Chúng mày hội ý lại với thằng bưng bô cho thằng Hoàng Duy Hùng là thằng cựu trung tướng Trịnh Lương Y. Bảo nhau đi tự thú, làm đúng luật pháp, sai rồi thì sửa. Tao cho chúng mày cơ hội vì chúng mày không phải là đối tượng để tao đấu tranh, và không phải chỉ tao mà người dân Việt Nam, nhà nước, báo chí cách mạng của Việt Nam không khuyến khích việc này. Cho nên tại thời điểm này tao đang nói chuyện với mày vẫn với tư cách là công dân trong nước với nhau. Xét cho cùng chúng mày cũng chỉ là nạn nhân của thằng Hoàng Duy Hùng, chủ thuyết cách mạng trắng mà thôi. Chào Trịnh Văn Cấp. Thằng Cường Mổ Voi, mày lên mạng, mày thừa nhận rằng câu chuyện giữa thằng Dương Béo và thằng Thái Quốc Thọ không hề liên quan tới mày. Vậy mà mày nghe người ta nói chuyện, rồi mày đánh người ta này, dùng hung khí mà mày nói là mày ném một cốc cà phê bằng thủy tinh vào mặt thằng Dương. Đó là một hành vi rất côn đồ, vi phạm luật pháp một cách trắng trợn, đánh người vô cớ. Nếu chứng minh được hành vi ấy là phạm tội thì những kẻ đi cùng là đồng loạt nhá. Và theo như lời mày nói rằng là thằng Dương Béo nó gọi điện cho thằng Thái Quốc Thọ, và thằng Thái Quốc Thọ nó nói với mày rằng là khả năng là thằng Dương Béo nó không có tiền vì tao đi Tây Nguyên. Điều đó nó chứng tỏ rằng trong câu chuyện trước khi gặp nhau là thân thiện, bởi vì theo lời mày nói thì chỉ khi là những người tử tế thân thiện với nhau mới lo lắng cho nhau là không có tiền để gặp gỡ giúp đỡ lẫn nhau. Điều này nó chứng minh là thằng Dương Béo không khiêu khích, không đến đó với mục đích xấu, đúng chưa thằng Mổ Voi? Tuy nhiên Chào Phạm Linh nha. tao vẫn lưu ý tình huống, tại sao nếu Chào chỉ Đạt là Nguyễn những ẩm câu thực. chuyện như vậy, tại sao chỉ là những câu chuyện như vậy thì con Đĩ Quốc Xuân liên quan gì? Mày liên Chào Hoa, quan chào gì Thủy Đạt. đến câu chuyện điện thoại giữa hai thằng mà chúng mày kéo nhau đến và cuối cùng là xảy ra sự việc? Nếu như chúng mày đi bày đàn với nhau mà không gây ra hậu quả thì nó chỉ là chuyện vui không đáng kể, nhưng chúng mày gây ra hậu quả thì những kẻ đi cùng cũng cần phải đến cơ quan chức năng để giải trình đấy nha. Sai phạm đến đâu giải quyết tới đó, tao chưa bàn đến chuyện luật pháp, nhưng tao chỉ muốn nói để cho cái lũ bưng bô chúng mày biết là tất cả hành vi của chúng mày diễn ra đều liên quan tới thằng trung tướng Trịnh Lương Nghị bưng bô cho thằng Hoàng Duy Hùng vào Việt Nam này nhá, cổ suý cho nó. Bởi vì mày đã từng tuyên bố ai mà muốn động đến thằng Hoàng Duy Hùng thì bước qua xác mày, đúng không? Như thế có nghĩa là mày đã ý thức được việc mày làm trước đó và mày đã quyết tâm làm theo đúng những gì mày tuyên bố. Như vậy là cái tội của mày là tội có ý thức, có hệ thống và thậm chí là có hội nhóm, có tổ chức. Tao nói để cho thằng Cường Ngủ Ngoài mày hiểu về luật pháp. Khi mà thằng Dương Béo nó đi đến đó một mình, sau những cuộc điện thoại tao không biết nội dung, nhưng mày thừa nhận
thằng Thái Phúc Thọ nói là chỉ có lo thằng Dương không có tiền thôi. Thì như vậy là gì? Thằng Dương nó đến với tinh thần là đoàn kết vui vẻ, chứ không hề có sự gây hấn, kích động hay là hẹn hò nhau đến để gây rối, đánh cả chửi nhau. Vậy thì tại sao câu chuyện lại diễn ra để lại hậu quả là mày đánh thằng Dương Béo? Mày có liên quan gì trong câu chuyện giữa thằng Dương Béo với thằng Thái Quốc Cỏ không? Thằng Dương Béo cho dù nó có phũ mồm, thậm chí hai bên chửi lộn nhau, chửi cha mắng mẹ, đào mồ quốc mả trực diện với nhau, nhưng không động thủ, không đánh cãi nhau, không đánh nhau, thì cũng không vi phạm luật hình sự. Nếu như mức độ thằng Dương Béo đi giám định mà thương tật đủ để quy vào tội hình sự là chúng mày tính đó, thời hiệu vẫn còn và bằng chứng dần phát lộ, đặc biệt là mày là thủ phạm, mày đã lên mạng để mày khai báo, thì lời khai của mày cũng là bằng chứng rất đáng kể, tích cực để cơ quan chức năng họ sẽ truy cứu, kể cả trong trường hợp thằng Dương không lên tiếng. Anh nha, Quang Phố Cổ nói đúng á, lúc nãy tôi nói rồi đó, lúc nãy thằng Cường Mổ Môi nó gỡ tội, nó bảo là Sài Gòn Vo Ve là người rất là tử tế, rồi Cật Tuyết Xuân cũng là người tử tế. Vâng, Lam Trần, bạn mới vào chưa có play, chào bạn. Thì đó là những cái chuyện mà phải cho thằng này, thì cho các bạn nghe hết lời Lê Thái nói đi thì chúng ta sẽ hiểu, và tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần phải tiếp tay với Lê Thái để mọi người đồng loạt lên tiếng, bởi vì cách mạng trắng đã biến từ là gọi là bất bạo động trở thành bạo lực. Cái này gọi là bạo lực chứ không phải bạo động, tại vì nó chưa phải là cái gì có liên quan tới vấn đề mà chính trị cho lắm. Đấy, nhưng mà bây giờ kiểu mà thằng Cường Mổ Môi nó đang là dằn mặt những người nào chống Hoàng Duy Hùng, hãy xem gương Dương Béo đấy. Đó. Thì Lê Thái nói tiếp này. Bởi vì tại sao? Câu chuyện này không phải là tự phát đánh nhau ở ngoài đường mà không liên quan tới băng đảng, hội nhóm, và đặc biệt là không liên quan tới sự ổn định chính trị trong Việt Nam, liên quan tới cách mạng màu, cách mạng trắng của thằng Hoàng Duy Hùng. Nó không thuần túy là ra đường không may va chạm nhau, không kiểm soát được thì đánh nhau, xong là thôi, không ai biết ai. Nhưng câu chuyện có âm mưu rồi, thằng Dương Béo liên quan tới tao, liên quan tới thằng Thái Quốc Thọ, còn Bí Giảo Tuyết Xuân đã kéo dài 3 năm nay, liên quan tới những thành phần bưng bô đổ cứt cho thằng Hoàng Duy Hùng. Vì vậy, trong phạm vi hẹp thì có thể chỉ là câu chuyện giữa mày với thằng Dương Béo, nhưng vì câu chuyện này là chuyện riêng nhưng lại nằm trong cái chung. Bởi vậy, nếu luật pháp không đủ bằng chứng để kết tội mày, thằng Dương Béo không khởi kiện mày, không khai báo, thì còn có một luật khác nha, đó là luật đời, và còn có một vũ khí đấu tranh khác, đó là vũ khí đấu tranh bằng dư luận tích cực, dư luận người dân, bảo vệ sự yên bình cho đất nước này. Vì mày đã bưng bô cho thằng Hoàng Duy Hùng, dẫn đến hành vi đánh người ngày hôm nay. Một giả thiết đặt ra, nếu như mà thằng Dương Béo nó đi đông người và chúng mày cũng đi đông người hơn nữa, mà bằng sự manh động không kiểm soát được của mày như vậy, thì tao hỏi mày, những người đi cùng với thằng Dương Béo, họ bảo vệ thằng Dương Béo một cách hợp pháp, họ tự vệ hợp pháp, thì điều gì sẽ diễn ra? Không bàn đến chuyện là ai đánh thắng ai, hội nào đánh thắng hội nào, mà xã hội này đã loạn ở một góc nào đó liên quan tới chúng mày.
ngay câu chuyện ngày hôm nay, lời thú tội của mày, mày vẫn trắng trợn, không có một lời xin lỗi nào tới người mà mày đã đánh họ thương tích. Mày vẫn nhắc tới thằng Hoàng Duy Hùng và mày nhắc tới một người phụ nữ là cái có cái nick quê hương Việt Nam để mày bảo vệ thằng Hoàng Duy Hùng và mày kết tội những người dân ở trong nước mà Bác Hồ hay là truyền thống đoàn kết đã nói rằng là ra cùng một mẹ, bầu ơi thương lấy ví cùng. Thằng Dương Mổ Moi, mày là con đẻ của thằng Hoàng Duy Hùng này, hay là mày là cháu nội nó? Mày đã vì một thằng không mang quốc tịch Việt Nam chống phá biết bao đời, và nó đã mang cái chủ quyết cách mạng thắng gieo rắc vào cái đất nước này. Mày chính là nội hàm của cách mạng màu, cách mạng trắng đấy, chứ không phải những câu hỏi ngu đần rốt nát là cách mạng màu đâu, không sợ thấy và không nhìn thấy. Bây giờ đã thấy máu đổ chưa? Vì đâu nên tội? Tất cả là vì mày là đồng bọn của thằng Trung Tướng Trịnh Lương Nghiên, và mày bảo vệ cho thằng Hoàng Duy Hùng ngay kể cả khi mày đã vi phạm luật pháp. Thì những kẻ cực đoan như mày sẵn sàng đốt nhà mày, đập bàn thờ bố mẹ tổ tiên nhà mày, giết vợ giết con mày chỉ để bảo vệ cho thần tượng của mày là thằng Hoàng Duy Hùng. Thằng Cường của Boy nha. Cho nên hôm nay đó, tao lên cái live này, tao là thằng Lê Thái, chủ tên Lê Thái nổ một. Tao tuyên bố trên không gian mạng này, tao cho mày và Lũ Vương Bố cơ hội 3 ngày để suy nghĩ và có những động thái tích cực, sống cho đúng pháp luật, sống cho đúng với lương tri của loài người nói chung, và sống còn một chút tự trọng bản thân và một chút tự tôn dân tộc. Nếu tao xét thấy mày có những động thái tích cực thì những cái việc mày làm liên quan tới thằng Dương Béo nó không phải là việc quá lớn. Cái mà chúng tao đấu tranh không phải là mày, không phải là người dân Việt Nam, mà là thằng giặc Hoàng Duy Hùng. Cho nên những gì mày làm, tao nghĩ nhìn cái bộ dạng của mày, nhìn cái sự run rẩy trong nghe sự run rẩy trong từng câu nói của mày, tao biết mày là thằng cực kỳ hèn. Không hèn thì không bao giờ đi bưng bô cho giặc. Thằng Thái Quốc Thọ cũng thế, và tất cả bè lũ chúng mày đều là một lũ nghèo hèn, kiết xác mạng, đê tiện, và có những thằng làm cấp tướng thì là những thằng bất mãn. Nha. Tao tuyên bố cho tất cả năm bố con của Trịnh Lương Nghi và lũ chúng mày biết là như vậy. Khi tao còn hiện diện ở đây, tao sẽ không bỏ qua chuyện gì. Tất nhiên, tao sống trong đất nước có luật pháp, tao sẽ làm việc theo luật pháp. Luật pháp chưa sờ được tới thì còn có công luận, còn có sự công bằng mặc định ở xã hội này. Tao chuyển đời báo kiếp cho thằng Cường Mổ Moi biết như vậy. Mày già rồi đấy, mày đừng để phần đời còn lại của mày đã tay đã nhuốm máu nhỏ rồi đấy nha. Và mày đừng làm cho gia đình nhà mày, thân thế con cái của nhà mày vì mày tay đã nhuốm đầy máu thủ thương mà phải khổ, mà phải chịu điều tiếng. Và tao cũng truyền đời báo danh cho thằng trước Trung Tướng Trịnh Lương Nghi biết. Chúng mày giáo dục lẫn nhau đi, bảo nhau sống lại đi cho đúng pháp luật. Đừng đùa với người dân Việt Nam, đừng đùa với xương máu của cha ông chúng ta nha, thằng Trịnh Lương Nghi nha. Con vĩ già thuyết phân, tao nhắn gửi mày, mày là một con vĩ già thực sự. Mày đã vác háng đi ăn ngủ với thằng người nhà tao đó, là thằng Biển Quất Lâm. Tao cho phép nó đi gặp mày, ăn ngủ với mày nha, và mày cung phụng nó.
Mày bỏ tiền ra mày mua sự sung sướng ở cái ngã ba tháng của mày ở cái tuổi ngoài 60, nó không bằng một con đĩ đứng đường đâu, con đĩ già quyết xuân. Tao đã bỏ qua cho mày nhiều lần, tao đã nói chuyện với mày qua Zalo rồi. Mày là một người phụ nữ sống trong đất nước Việt Nam này, chúng tao không bao giờ muốn đụng đến những người phụ nữ, nhưng mày đã cố tình trở thành kẻ đồng phạm và kẻ bưng bô cho giặc. Đến giờ phút này, tiếng nói của báo chí cách mạng Việt Nam đã lên tiếng vạch mặt thằng Hoàng Duy Hùng là thằng giặc, mà chúng mày vẫn trắng trợn ra mặt bưng bô cho chúng nó, thì tao nói cho con vị già quyết xuân biết, mày là con vị giặc. Mày nhớ, Chính xác luôn cái mày nhìn này thẳng vào cái mắt của tao nha. Tao đã nói với mày nhiều lần rồi, cho mày nhiều cơ hội, nhưng mày đã liên lụy tới việc thằng Dương đổ máu thì mày cũng phải chịu trách nhiệm trước bàn thờ vong linh nhà mày. Mày nói mày đi tu, mày là người nhà Phật, không có Phật pháp nào dạy chúng mày làm những gì mà chúng mày đã làm nha. Còn đi giả quyết tuần, mày nhớ đó, mày không bảo nhau sám hối và có những động thái tích cực để mà ăn năn xin lỗi người mình đã làm người ta đổ máu, và chúng mày đã biết đường thì cút ngay khỏi cái không gian mạng này, thì còn có ngày để chúng mày sám hối. Chứ còn chúng mày tiếp tục trường mặt lên đây, nhất là sau khi thằng Cường Mổ Mòi đánh thằng Dương Béo, không ai để yên cho chúng mày đâu nha. Còn yên hay là không yên phụ thuộc vào chúng mày đó. Thằng Thái Quốc Thọ, mày là một thằng đê tiện, mày chỉ là một thằng bảo vệ thôi. Tao đến thành phố Hồ Chí Minh dạng háng ở cái nơi mày thường biết tao ngồi đó, tao cho mày số điện thoại, tao cho mày liên hệ với tao để tao gửi định vị cho mày biết tao ngồi đâu để tao gọi mày đến, tao cho mày cái điện thoại 30 cú, nhưng mà mày tắt ngấm cái line của mày lúc mày đang gọi là sung mãn, hơn 200 người theo dõi, mày đang được cổ suý, đang được tung hô, mà mày tắt điện thoại đi, mày tắt line đi. Điều đó nó chứng tỏ sự hiện diện của tao làm cho mày bàng hoàng sợ hãi nha. Cho nên tất cả chúng mày sống ở ngoài đời nhìn thấy tao lập tức mắt chúng mày cụp xuống như là mắt con chó, đuôi cũng phải cụp xuống như là đuôi con chó hoang, nghe chưa? Chào Đô Cho ra nên em mong. chúng mày chỉ có bịp được cái lũ khán giả mông nguội của chúng mày Chào và Lương những Nguyễn. kẻ cơ hội chính trị, những thế lực chống phá đất nước này đứng đằng sau là khán giả của chúng mày, thì mới cổ suý chúng mày như những gì chúng mày đã làm trên không gian mạng suốt 3 năm qua mà thôi. Còn những người dân như chúng tao, tất cả trong Nam ngoài Bắc, đủ mọi tầng lớp, không ai sống mà lại có cái thái độ cử chỉ nó mặt hạng như chúng mày, kể cả những thằng xưng làm trung tướng như thằng Trịnh Lương Hy. Thằng Trịnh Lương Hy thì đi cổ suý cho thằng Xỉu Đá thông qua cái nick Kinh Bắc, chửi cha mắng mẹ người ta, gọi phụ nữ Việt Nam là bò. Thằng Trịnh Lương Hy mày đẻ ra từ bò hay là từ chó, còn nếu mày đẻ ra từ người thì người đẻ ra mày cũng là phụ nữ Việt Nam, bà nội bà ngoại mày cũng là phụ nữ, các con dâu mày cũng là phụ nữ, cái con vợ mày cũng là phụ nữ đó, thằng Trịnh Lương Nghị. Chúng mày một là tự đi chết đi, hai nữa đứng trước bàn thờ vái lại vong linh mồ mả tổ tiên chúng mày nhé. Rồi thằng nào vi phạm luật pháp đi ra cơ quan công an sám hối tự thú, thằng nào còn lại cút khỏi không gian mạng này cho nó lành. Còn tao, tao mà còn sống nha,
chúng mày không bịt được mồm tao hoặc là không giết được tao thì chúng mày cứ nhìn vào mặt tao và mắt tao để chúng mày thấy mắt tao nói gì với chúng mày nhá. Thằng Trịnh Lương Nghi nhá, chúng mày giáo dục nhau đi, tao cho chúng mày cơ hội 3 ngày đó, tao không dọa chúng mày đâu, mà không phải chỉ tao đâu, người dân lành trong đất nước này không chấp nhận chúng mày sống trà đạp lên luật pháp một cách trắng trợn ở ngoài đời như vậy nha. Tao nói để cho lũ bè lũ chúng mày biết là như vậy, hậu quả nội hàm của hệ lụy đã phát tác rồi đấy nha. Cách mạng màu, cách mạng trắng đã kích hoạt rồi đấy. Cớ gì mày đánh thằng Dương? Thằng Dương nó chửi thằng Dương, chửi thằng Sài Gòn Bi Vũ, thằng Sài Gòn Bi Vũ chửi lại, chửi nhau cả ngày không ai bảo gì nha. Người dân can thiệp thôi, cơ quan công an thấy mất trật tự người ta cũng đến để người ta can thiệp, nhưng mà chúng mày đánh nhau, đặc biệt là mày đã chủ động đánh người, lại đánh bằng vật cứng ném vào mặt người ta. Và trước đó mày đã có những cái tuyên bố ở trên không gian mạng là ai bước qua xác thằng Hoàng Duy Hùng, ai đốt đến thằng Hoàng Duy Hùng thì phải bước qua xác mày. Như vậy là mày đã vi phạm luật pháp có ý thức. Mà mày có ý thức thì mày thừa hiểu một cái cốc thủy tinh cà phê ném vào mặt một ai đó thì hậu quả nó ra làm sao, và sự thực là đã có hậu quả đổ máu. Vậy là thằng Cương mồ mõi nó đã có hẳn ý, một hệ ý thức từ trước rồi, chứ không phải là nó bột phát, không phải là nó bị kích động tại thời điểm mà nó phạm tội. Ai cãi nhau với nó đâu mà nó bị kích động. Thằng Dương Béo đang nói chuyện với thằng Sài Gòn có vẻ liên quan gì tới nó, mà thằng mồ mõi nó đã khai rất rõ là nó chỉ nghe thằng Dương Béo nói một câu, là cứ cho rằng là thằng Dương Béo nói như thằng Cường của Hoa nói là gì, bịt mẹ chúng mày, ai cho chúng mày chửi anh Lâm Thọ Hải. Câu nói đó là xúc phạm lẫn nhau, là chửi bới tục tĩu, nhưng chúng mày cũng không có bất kỳ quyền nào để đánh nó nhá. Thằng Cường của Hoa nhá, mày nói rằng là gì, người phụ nữ, cái cô có cái nick quê hương Việt Nam dám chửi mẹ mày, rồi thì dám gọi thằng Hoàng Duy Hùng là thằng, tao hỏi thằng Cường Mổ Voi, cách đây 3 năm vào mùng 1 Tết mày đã chửi những ai? Mày chửi bịt mẹ thằng Thái Dúi, bịt mẹ thằng Nghĩa Trung Phạm à? Mày biết cái người mày gọi là thằng lão Nghĩa Trung Phạm đấy bao nhiêu tuổi không? Hơn tuổi mày đó nha. Tao thì cứ cho là không bằng tuổi mày đi, nhưng tao hỏi mày, tao liên quan gì đến mồ mả tổ tiên nhà mày? Ông Nghĩa Trung Phạm có đái đỉa lên bàn thờ dòng họ nhà thằng Cường Mổ Mõi không, mà mùng một Tết mày chửi người ta, mày chửi vì ăn mày trả lời tao đi, thằng Cường Mổ Mõi mày chửi vì ai? Tất cả là mày vì thằng Xúc Vật Hoàng Duy Hùng, một thằng mang quốc tịch Mỹ. Thế thôi, chúng tao đâu có biết chúng mày là ai, tại sao chúng mày ngày đêm sớm tối tìm đến chúng tao để khủng bố chửi bới hết đấu bằng mõm ở trên mạng. Bây giờ mày đánh người ở ngoài đời, tất cả đều có hệ thống. Câu chuyện không đơn giản chỉ là giữa mày với thằng Dương Béo, nếu nó là tự phát nha, thì câu chuyện nó rất là gói gọn, thậm chí ra phường xử lý hành chính hoặc là người nọ bãi nại cho người kia xong thì thôi. Nếu như câu chuyện thực sự nó chỉ là tự phát bị kích động tức thời, nhưng mày là thằng phạm tội có hệ thống, và điều quan trọng nhất là mày vì bảo vệ cho một thằng mang quốc tịch Mỹ, thằng đã là có chủ thuyết cách mạng màu cánh mạng trắng, thằng đã bị đi tù tại Việt Nam vì tội chống phá nhà nước Việt Nam, thì câu hỏi đặt ra không phải chỉ cho cá nhân mày, hành vi mày đánh thằng Dương Béo
không phải chỉ liên quan tới hai đứa chúng mày, mà liên quan tới những thằng ở trên kia, những thằng nào chống lưng cho thằng Súc Vận Hoàng Vũ Hùng và thằng Trưởng Mộng Lông. Những cái tên đấy tao gọi ra là thằng Trịnh Lương Y cựu trung tướng và thằng Nguyễn Thanh Sơn cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao tới đây chuẩn bị nó làm chủ hôn cho thằng giặc vào trong Việt Nam này lấy vợ nha. Tập truyền đời báo danh cho thằng Nguyễn Thanh Sơn và thằng Trịnh Lương Y biết đám cưới chưa diễn ra đâu mà hậu quả là người dân trong nước đổ máu, chúng mày cứ chờ đấy. Người dân Việt Nam không bao giờ để yên cho những kẻ là giặc vào trong đất nước này cưới vợ một cách đơn giản như vậy đâu nha. Có chuyện gì thì mồ mả nha thằng Trịnh Lương Y của Nguyễn Thanh Sơn động đấy. Đã truyền lời báo lên cho hai thằng già chúng mày biết, chúng mày đung đô với thằng Hoàng Duy Hùng liên quan tới chúng nó cả về hình ảnh cả về âm thanh, chúng mày dắt dụ cho nó đi nhà ăn cơm rồi đi dự tiệc nhà mới rồi đứng ra làm chủ hôn nha. Chúng mày liên quan rất trực tiếp tới một thằng giặc mà Đảng Cộng sản Việt Nam nha, đã sử dụng tiếng nói là báo chí cách mạng để lên tiếng vạch mặt cảnh báo định hướng cho người dân, mà hai thằng già chúng mày nha là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng mày còn là những lãnh đạo cao cấp của ngành chúng mày, đặc biệt là thằng cựu trung tướng Trịnh Lương Y, mày làm ở trong ngành an ninh à, thanh kiếm và lá chắn rách nát, thanh kiếm và lá chắn rách nát trong tư tưởng của mày rồi. Thằng thoái hóa biến chất Trịnh Lương Y kia, bốn thằng con mày không thằng nào làm dân, thì chúng bốn thằng con mày làm quan ừ, làm quan như mày là đất nước này bay ở đấy. Thằng Trịnh Lương Y trò đẹp, tao hôm nay cũng đeo kính nha, tao cho chúng mày cơ hội nhìn vào ánh mắt của tao. Tao nói chuyện với chúng mày không chỉ bằng mõm đâu mà còn bằng mắt đó nha. Một lũ súc sinh, tao truyền lời báo danh cho thằng Cường của mày. Hôm nay tao lên cái live này với cái tiêu đề là lời cuối cho mày đấy nha. Mày tự ý thức đi, mày đã vi phạm luật pháp một cách trắng trợn và mày đã lên mạng để thừa nhận, đó cũng là bằng chứng nha. Nhưng chúng tao không muốn làm to chuyện với mày, mày cũng chỉ là nạn nhân thôi. Tao nhẹ giọng để tao khuyên thằng Cường ngủ ngoi, mày tỉnh ngộ đi nha, mày đã sai lắm rồi. Nói chung xét đến cùng mày cũng là công dân trong nước như tao, mày là gà cùng một mẹ với tao. Tao đau lòng nhìn thấy chúng mày lạc lối lắm, tao thương từ thằng già đến thằng trẻ, từ những thằng lãnh đạo cao cấp cho đến thằng hâm hâm dở dở. Tao thấy tội nghiệp cho chúng mày, tao muốn cứu rỗi chúng mày. Cho nên thằng Cường ngủ ngoi đó, mày sám hối đi, mày nghe những gì tao nói đi, nó cay đắng đấy, nhưng mà thuốc đắng giả tật. Chúng mày ung thư hết rồi, ung thư trí tuệ, ung thư lý tưởng. Chúng mày sớm muộn gì cũng chết vì cái bệnh ung thư, nhưng thôi tao cố gắng nha. Tao chích thuốc cho chúng mày, tao chạy về cho chúng mày còn sống trên cõi đời này ngày nào nó đỡ nhục, nghe chưa. Tao truyền hóa chất cho chúng mày chữa cái bệnh ung thư, mà cái bệnh đã ung thư thì có ngày chết này. Chúng mày là ung thư lý tưởng, ung thư lòng tự trọng, ung thư lòng tự tôn, ung thư lòng biết ơn. Có ngày hôm nay cũng phải tự nhiên mà có xương máu trao ông đấy nha, chảy thành dòng chất thành núi cái kia. Mà chúng mày bàng quan, chúng mày là một lũ rách nát về tâm hồn, cho nên chúng mày mới đi bưng mô cho thằng Hoàng Duy Hùng. Thằng thì thèm khát sự nổi tiếng như là thằng Sửu Ca. Bây giờ thằng Hoàng Duy Hùng nó đạp vào mặt, nó dẫy ra rồi, mà thằng Sửu Đá
cố bám váy, đến bây giờ nó lại tụt cả váy ra để cho thằng xỉu đá chụp lên đầu đấy. Và bây giờ thì giai đoạn này thằng xỉu đá đã nhiễm cách mạng màu, không còn là sự bảo vệ thằng súc vật Hoàng Duy Hùng một cách ngu si và vô tư nữa, mà lượng trong thằng xỉu đá đã tích đủ để nó biến thành chất, trở thành một thằng chửi đảng, bất mãn với chế độ. Những kẻ sống mà chửi đảng, bất mãn chế độ thì là ai? Thằng xỉu đá kia. Mày bảo vệ được thằng Hoàng Duy Hùng không cần mày bảo vệ nữa, nó dãy ra rồi thì mày vẫn cứ lên mạng mày chửi. Như vậy nó chứng tỏ rằng không phải mày vì bảo vệ thằng Hoàng Duy Hùng một cách mông muội và vô tư như lúc trước nha. Những giai đoạn đó nó đã tích đủ cho mày lượng, tích đủ cho mày lượng rồi đấy nhá. Cái chất trong con người mày bây giờ đã biến hóa, nghe chưa, thoái hóa trở từ một thằng ngu đần dốt khác vô tư, bây giờ mày trở thành một thằng gian manh và có dạ tâm chống phá đấy. Còn người dân trong nước thông thường, người ta mong muốn đến một giai đoạn nhất định, được sự cảnh báo của Đảng, của nhà nước, người ta phá muộn nhất thì cũng đến lúc này phải nhận ra. Còn những kẻ nào giờ này cố tình không nhận ra thì tất cả chúng mày đều là một lũ chống phá, và chúng mày đều là công cụ, chúng mày đều là lực lượng của cách mạng màu, cách mạng trắng. Tao tuyên bố cho tất cả chúng mày biết là như vậy. Đừng coi thường trí tuệ Việt Nam, từ những người nông dân cho đến trí thức, họ trong từng vai trò đều thể hiện quyết tâm và họ đều truyền cảm hứng, họ đều mang hết sinh lực của cải vật chất ra để gìn giữ đất nước quê hương, trong đó có tao. Tao sẵn sàng cống hiến vừa bằng tinh thần, kể cả tiền bạc và vật chất tao đã làm rồi, và kể cả cái mạng chó của tao nữa, để tao bảo vệ đất nước quê hương tao. Bởi vì con người là con của tao, có con có cháu tao nha. Cho nên tao bây giờ chết được rồi, của cải vật chất tao sẵn sàng hy sinh. Mất nước thì làm gì còn của, nước mất là nhà tan nha. Thằng Trịnh Lương Y với thằng Nguyễn Thanh Sơn, mày nghe bố nói chưa, hai thằng già mất nết, nước mất thì nhà tan nhá. Hay là chúng mày muốn mất nước để mày muốn lên làm ông nọ bà kia nữa đây, thằng Trịnh Lương Y với thằng Nguyễn Thanh Sơn kia, máu của thằng Dương Béo nhá. Công dân ở trong nước này gà cùng một mẹ với chúng mày đã chảy rồi đấy, chảy vì ai? Thằng Nguyễn Thanh Sơn và thằng Trịnh Lương Y, chúng mày thắp nhang lên bàn thờ, chúng mày trả lời câu hỏi của tao, máu thằng Dương Béo chảy vì ai? Ai đánh thằng Dương Béo? Thằng đánh thằng Dương Béo có liên quan gì tới chúng mày? Đặc biệt là thằng Trịnh Lương Y suốt ngày đánh đu với thằng thằng xỉu đá, với thằng Thái Quốc Thọ, và đặc biệt là thằng Cường Mụ Moi vừa đánh người vi phạm luật pháp. Thằng Trịnh Lương Y mày lên mạng mày trả lời tao, thằng Cường Mụ Moi nó khai bằng mõm nó đánh người như vậy nó có vi phạm luật pháp hay không? Mày trả lời tao đi, năm bố con thằng súc vật Trịnh Lương Y kia, mà nếu nó vi phạm luật pháp thì mày sẽ phải có trách nhiệm làm gì? Mày đừng nói là mày không nghe, không biết, không thấy nha. Mà mày nghe, mày biết, mày thấy mà nó phạm tội, mày không tố cáo người phạm tội trong khi mày biết là mày có liên lụy đấy nha. Đừng có bao che cho tội phạm. Thằng Trịnh Lương Y, tao dạy mày về luật. Nè mày, quay lại chuyện thằng Cường Mổ Moi, tao truyền đời báo danh cho mày, cho mày 3 ngày nha. Tao không dọa mày, tao làm gì đúng luật pháp thì thôi, tao cho mày cơ hội, không đuổi cùng diệt tận những thằng già và dốt nát như mày. Nhưng thông qua sự việc mày đã đánh người vi phạm luật pháp một cách trắng trợn mà mày không sám hối, mày không có những động thái tích cực ăn năn hối cải, có lời xin lỗi thằng Dương Bèo,
những người liên quan ở trên không gian mạng này, thì không chỉ tao đâu mà mày nên nhớ, tao còn nhiều tiền lắm của như thế này, vui chơi tháng ngày, ăn không hết tiền, thì những người xung quanh tao giàu có hơn tao rất nhiều, và họ cũng rất quyết liệt, họ cũng rất chịu hy sinh bằng tiền đấy, không nói bằng mõm đâu nha. Họ đã tự nguyện lên mạng nói nếu như liên quan đến sự việc này cần đến nguồn lực là tiền bạc bao nhiêu để bảo vệ cái đúng nha, họ sẵn sàng chung tay góp sức và đặt truyền đời báo danh cho lũ chúng mày biết. Khi báo đảng đã lên tiếng, đã động viên, đã ủng hộ, đã định hướng thì chúng tao không còn đấu tranh nhỏ lẻ tự giác tự phát nữa, mà chúng tao đấu tranh với chúng mày bây giờ là dưới ngọn cờ đảng, cho nên chúng ta mặc định trở thành một tổ chức. Tổ chức ấy là toàn dân Việt Nam đứng dưới cờ đảng, cho nên tao sẽ không ngại gì đứng ra kêu gọi toàn dân lên tiếng, những ai liên quan tới là khán giả của tao, không phải chỉ bằng mồm mà sẵn sàng góp sức góp tiền nhé, để bảo vệ cái đúng. Và đặc biệt nó cũng là cơ hội, máu của thằng Dương Béo đổ ra không ai muốn, nhưng tôi nghĩ nó không phải là không có ý nghĩa đâu. Cho nên nếu chúng ta làm việc tốt, định hướng tốt, có ý thức tốt thì tôi nghĩ rằng giọt nước đã tràn ly và máu cũng đã chảy ra rồi, chúng ta phải nổi dậy thôi. Nổi dậy dưới sự chỉ đạo của báo đảng định hướng thông qua Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi không sợ bất kỳ điều gì, sau khi báo đảng đã lên tiếng, tôi sẵn sàng gặp gỡ tất cả mọi người ở trong đất nước Việt Nam này một cách thanh thiên bạch nhật để thắt chặt tình đoàn kết, bảo vệ đất nước, bảo vệ quê hương. Chuyến đi của tôi với chú Dương Béo có ý nghĩa như vậy đấy, và sự thực nó đã diễn ra như vậy đấy. Mục đích tối thượng nhất của tôi với chú Dương Béo là đi xuyên Việt bằng xe ô tô vào gặp anh Trần Đạt, gặp bạn Tuấn Trần một cách cực kỳ thân thiện, tử tế, đàng hoàng. Mục đích cuối cùng, một hành động nhỏ nhưng thể hiện cái tinh thần lớn của cá nhân mỗi người Việt Nam cho khối đại đoàn kết chung. Còn chú Dương Béo khi vào thành phố Hồ Chí Minh thì nó lại có những cái quyết định, nó muốn quay ra Hà Nội để nó phát triển kinh doanh, cho nên là nó đã đặt lịch tối hôm qua là nó đi tàu hỏa nó ra trước khi nó gặp thần thái của Phật. Thằng Cường mổ voi, mày nói là tao đi Tây Nguyên thì sợ thằng Dương không có tiền, chúng mày mở mồm ra là tiền. Thằng Dương Béo không bao giờ nó thiếu tiền, ít nhất là cá nhân nó, gia đình nó tao đã đến rất là thanh thế nha. Tao nói cho chúng mày biết về thằng Dương Béo, nhà nó không phải là loại bình thường, cá nhân nó không thiếu tiền, và đặc biệt là nó khi đồng hành với tao thì lại càng không bao giờ thiếu tiền. Tao nói để cho chúng mày biết thế. Chúng tao đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh 7 ngày mới tới nơi nhá, ăn chơi chờ chết cùng với tao, tiền đâu có thiếu. Một bữa cơm thân mật tao mời anh Trần Đạt hết cả ngàn đô kìa. Tiền là cái con mẹ gì mà chúng mày mở mõm ra là nghĩ đến tiền, bởi vì chúng mày thiếu tiền. Vì thiếu tiền chúng mày nghèo, nhưng mà chúng mày lại hèn, cho nên nó mới trở thành đạo tặc, và chúng mày đã bưng bô cho giặc, nghe chưa? Đó là logic, đó là biện chứng. Còn những người như chúng ta đâu có thiếu tiền, vì chúng ta không thiếu tiền cho nên chúng ta không bao giờ nghĩ đến chuyện tiền, cho nên chúng mày mạn hạn lắm.
còn đĩ già viết xuân mở mồm ra là tiền à? Nếu theo đúng lời thằng Cường mổ mõi nói, tiền của mày nhá không đủ để cho tao chơi vài bữa đâu, con đĩ già viết xuân kia. Mày đó, tao gọi tên mày trong cái live hôm nay là con đĩ già viết xuân, vì mày dạng háng ra cho thằng Quất Lâm nó quất, mà thằng Quất Lâm là người nhà tao đó, cho nên thâm cung bí sử liên quan tới mày tao không muốn nói đâu. Tao để yên cho chúng mày hưởng thụ, kệ bố chúng mày, đừng làm ảnh hưởng đến bước đi của tao, đừng làm ảnh hưởng đến đất nước quê hương này, thì kệ bố chúng mày. Nhưng con đĩ già tuyết xuân mày đã có liên quan trong câu chuyện này, tao sẽ gọi tên mày, nghe chưa? Mày đi chùa đi, mày sám hối đi, rồi mày lên mạng mày nói những lời tử tế tao nghe coi. Còn nếu không á, like sau tao sẽ chiếu hình mày lên, tao chửi mày, chứ không phải tao nói chay thế này đâu. Còn đĩ già tuyết xuân mày nhớ nhá. Còn thằng Thái Quốc Thọ, mày đó, một kẻ cơ hội khốn nạn, mày không qua mắt được những người có tiền như chúng tao, hay là những người như kiều bào ở nước ngoài như ông Lâm Thọ Hải với hội anh em Paris Ánh Sáng đâu. Những người có tiền á, họ ở một tâm thế khác, một vị trí đẳng cấp khác, tư duy của họ hoàn toàn khác với kẻ mạt hạng như mày, thằng Thái Quốc Thọ. Mày nhớ điều đó nhá. Ngày đêm mày ngồi ở cái xó đường mày like, điều đó nó đã chỉ rõ ra rằng mày chỉ là một thằng bảo vệ đêm mà thôi nhá. Thì một thằng bảo vệ như mày có được 20 triệu một tháng tiền lương không? Vợ mày thì nó bỏ mày, không khác gì thì thằng ông nội mày là thằng Hoàng Duy Hùng. Mà tao lạ thay là thằng Trịnh Lương Nghi nó lại là đồng bọn của mày, nó lại mang biển 80B của nhà nước chính phủ đi, nó giao du với chúng mày, nó hù dọa chúng tao. Xe 80B tao dựng ở ngoài cửa kìa nha. Tao nè, xe 80B tao để ngoài cửa kìa, nhưng mà để đi làm nha, đi làm việc công thì dùng xe công, không ai mang xe công đi phục vụ chúng mày là cái lũ nhếch nhác nghèo hèn mặt hạng đá cá lăn dừa. Thằng Trịnh Lương Nghi là thằng khốn nạn khốn kiếp. Mày nghĩ người dân Việt Nam chúng tao dễ bị chúng mày hù dọa thế sao? Đặc biệt tao là người miền Bắc, con cháu cộng sản miền Bắc, sẽ dọc Trường Sơn cùng với đồng bào miền Nam giải phóng đất nước này nhá. Đi 100 chỉ còn có một thôi. Ông ngoại tao mất xác chưa tìm thấy đâu, thằng Trịnh Lương Hiền. Cho nên chúng mày đó, gia đình dòng tộc chúng mày, bản thân chúng mày, bố mẹ chúng mày, nhà chúng mày, không có người đổ xương đổ máu mới không thấy đau xót, không thấy tức tưởi trong những ngày Tết, ngày lễ. Nghe chưa? Thằng Trịnh Lương Hiền chó đẻ kia. Hầu hết những người điển hình lên không gian mạng này, gia đình họ đều có những người gần gũi nhất với họ là liệt sĩ, như ông Lâm Thọ Hải đó, như cái cô có cái nick quê hương Việt Nam đó, như gia đình nhà Trần Đạt đó. Còn lũ chúng mày nhá, thằng Trịnh Lương Nghi từ ngày đi học đã khai mang tuổi tác, trục lợi từ ngày đó, lưu manh từ ngày còn chưa là trí thức. Thử hỏi chúng mày là những kẻ lưu manh trí thức thì chúng mày đủ quét đến đâu? Thằng Trịnh Lương Nghi và năm bốn thằng con chúng mày, chúng mày đứng trước bàn cờ sám hối ngay đi còn kịp. Còn chúng mày cứ nhìn vào mắt tao này nhá, tao nói là tao làm, tao chưa nói một cái gì mà tao không làm. Tao mà biết địa chỉ nhà mày đó, tao đến tao chỉ hỏi mày một câu, mày có phải là có cái nick kinh Bắc không, tao sẽ vả vào mặt mày vì mày là thằng dại. Thằng Trịnh Lương Nghi chó đẻ kia, tao sẽ nói những cái lái khác, tao chiếu hình mày lên, với con đĩ già tuyết xuân tao chửi. Còn hôm nay thiết bị tao không đủ nhá, tao không né chúng mày đâu, tao một mất một còn với chúng mày, nghe chưa? Non sông này, đất nước này tươi đẹp ngày hôm nay
có sự góp sức của ông nội ông ngoại tao mất xác đó. Vì vậy cho nên muôn người Việt Nam, gia đình nào trong kháng chiến cũng đều có công với cách mạng. Họ có những cung bậc cảm xúc riêng, họ sẽ có những sự cống hiến riêng. Chỉ có những kẻ táng tận lương tâm, chà đạp lên xương máu của cha ông, chính của nhà gia đình nhà chúng mày, thì mới bưng bô cho thằng giặc mà thôi. Tao hỏi thằng Trịnh Lương Nghi với thằng Nguyễn Thanh Sơn nhá, một thằng là cựu trung tướng, một thằng là cựu thứ trưởng, nếu thằng Hoàng Duy Hùng nó bịt lên bàn thờ nhà chúng mày thật, thằng Mõm Lông nó vẽ tranh nó xỉ báng bố mẹ đẻ ra chúng mày thật, thì chúng mày còn cho chúng nó đến nhà ăn cơm uống rượu không? Hay là nó xỉ báng Bác Hồ thì đó là vị cha Trung. Cha Trung không ai khóc đúng không? Không có chuyện đó, chúng tao đều khóc thương uất hận nhá, những kẻ nào xuyên tạc hạ bệ người đã sinh ra Đảng Cộng sản mà chúng mày đang là đảng viên để được hưởng đó nhá. Chúng mày sám hối đi, chúng mày đứng trước bàn thờ đi, chúng mày trả lời tao, nếu thằng Mõm Lông và thằng Hoàng Duy Hùng nó làm tất cả những gì liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh mà điều đó nó làm trực tiếp với thằng bố con mẹ đẻ ra chúng mày, thì chúng mày nghĩ gì? Thằng Nguyễn Thanh Sơn, mày đi buôn cả chùa cả Phật, mày thắp hương lên chùa Ba Vàng mày trả lời tao. Vâng, thưa các bạn, bây giờ thì gần 12 giờ ở bên Cali, còn 2 phút nữa thì mời các bạn chuyển qua kênh của Lê Thái tiếp tục. Lê Thái sẽ livestream tiếp sóng với lại KBC Hải Ngoại. Mời các bạn chuyển qua kênh của Lê Thái nhé, để chuẩn bị premiere của Lê Thái lúc còn 2 phút nữa. Vâng, xin hẹn gặp lại các bạn ngày mai. Có lẽ là chương trình này hãy còn nhiều hấp dẫn và sẽ có rất nhiều diễn tiến, và chúng tôi tin rằng là các giới chức năng sẽ phải vào cuộc mà thôi, bởi vì cái này nó không thuần túy là cái vấn đề mà bạo lực, mà nó là còn liên quan tới chính trị, nó xuất phát từ chính trị mà ra, nó mà cái nguyên nhân chính tức là Cách mạng trắng mà đã được Nguyễn Thanh Sơn và Trịnh Lương Hy đã du nhập vào Việt Nam, đã tạo điều kiện cho chúng nó đi vào Việt Nam để nó làm cho cái xã hội của chúng ta bất yên, bất ổn, bất an ninh. Và điều này cũng làm cho tôi không dám từ nay trở đi trở về Việt Nam lần nào nữa, và xin nếu mà không có dịp trở lại về Việt Nam cũng coi như là đây là một cái sự mà nó là chia tay với các bạn, nhưng mà tôi vẫn luôn luôn trái tim tôi vẫn nằm ở trong đất nước Việt Nam, và tôi luôn luôn vẫn đồng hành với lại Lê Thái và tất cả các bạn ở trong Việt Nam. Chúng ta nhất định phải triệt tiêu bọn phản động dù dưới bất cứ hình thức nào, dù bọn chúng là ai, thì chúng ta không ngừng tiếp tục cho đến khi nào trả lại sự bình yên cho đất nước, cho tới khi nào cơ quan chức năng và Bộ Công an đã kiểm soát được tình hình, đã khống chế được những cái tên giặc này. Và đầu tiên chúng tôi cũng xin mong rằng Bộ Công an nên có biện pháp chấm dứt tất cả những cái kênh như là Xỉu Đá, Sài Gòn Vo Ve, Hồ Mèo và thằng Lê Bảo, đó là những cái kênh, và thằng Trần Tuấn người lái xe, đó là những cái kênh đang tiếp tay cho Hoàng Duy Hùng, mặc dù Hoàng Duy Hùng không có ở đây, và nhất là thằng Nguyễn Quang Trường, quý vị cần phải có một thái độ. Vâng, xin hân hạnh gửi tới các bạn hai cái video rất là có giá trị ngày hôm nay, đã nói lên cái sự thật mà bọn chúng mặc dù nó chưa có manh động nhưng mà bạo lực cũng đã xảy ra, và cái máu đã đổ vì Cách mạng trắng. Vâng, chào tất cả các bạn.